Alo alo, vâng, xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Vâng, chào mừng các bạn đến với chương trình thi đấu vào buổi chiều hôm nay. Vào lúc 14 giờ chiều ngày thứ ba, ngày 26 tháng 3, chúng ta sẽ đến với cả một trận thi đấu rất hay, hấp dẫn, quyết liệt và kịch tính. Đó chính là trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ của bảng C ở vòng bảng, trong khuôn khổ của giải thi đấu Cúp Online Thủ đô Hào 2024 do kênh YouTube Cơ độ Thành Nam Việt Đạo tổ chức với sự yêu mến ủng hộ của rất nhiều những khán giả và các mạnh thường quân. Thì giờ chúng ta sẽ đến với cả chương trình thi đấu ngay sau đây. Và trận đấu này sẽ là trận đấu giữa hai cao thủ nổi tiếng hàng đầu của làng cricket Việt Nam, đó là anh Bùi Chuyên Triều, kỳ thủ sinh năm 1980 đến từ Đà Lạt Mộng Mơ, kỳ thủ vừa vô địch giải cờ úp Bắc Linh mở rộng 2024 vừa mới kết thúc vào ngày 22 tháng 3 vừa qua. Và trước đó mấy ngày thì đối thủ của anh Triều Tàn trận đấu này đó chính là danh thủ trẻ kinh thành Thiệp Hà Văn Tiến, hay còn gọi là khủng long bạo chúa trong World Cup Úc sinh năm 1997 đến từ thủ đô Hà Nội. Hai cái thủ nổi tiếng hàng đầu lại tiếp tục có dịp đọ sức tranh hùng với nhau trong buổi chiều nay, và trận đấu này sẽ là trận đấu quyết định để xác định chiếc vé còn lại của bảng C sau danh thủ Trần Hữu Bình, người đã thắng cả 3 trận của bảng C để có thể đứng đầu bảng C. Và giờ chúng ta sẽ xem là trong trận đấu này thì là tỷ số thế nào sẽ quyết định đến số phận của cả ba kỳ thủ, đó là Hà Văn Tiến, Bùi Chuột Chiều và Đỗ Quốc Việt. Mời các bạn đón xem trong ít phút. Vâng, thì bây giờ để các bạn không phải chờ đợi lâu, bình luận viên xin phép để lấy hình ảnh thi đấu của cả hai kỳ thủ đã. Bình luận viên đã nhận thấy được hình ảnh thi đấu của kỳ thủ Hà Văn Tiến rồi. Rất cảm ơn các kỳ thủ đã rất nhiệt tình tham gia thi đấu. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã yêu mến ủng hộ đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn các mạnh thường quân đã tài trợ cho giải đấu của chúng ta. Cụ thể như là các nhà tài trợ chính đó là Mr. Nguyễn Văn Châu, Mr. 422 Đèn Đỏ Xa, Mr. Pha Mai và công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Thép Hiền Vượng ở thành phố Nam Định đã ủng hộ cho quỹ giải thưởng của chương trình giải đấu và quỹ quay phát truyền thông của câu lạc bộ Thành Nam Việt Đạo. Ngoài ra trong quá trình thi đấu thì ban tổ chức cũng rất vui mừng nhận được rất nhiều sự ủng hộ trao thưởng bên lề của các quý vị khán giả cũng như là các mạnh thường quân ủng hộ cho các kỳ thủ và ủng hộ cho bình luận viên và kênh sóng ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì bình luận viên sẽ gọi điện Zalo cho anh Bùi Chuyệt Chiều. Đó, sau đó thì bình luận viên sẽ lấy hình ảnh thi đấu của anh Chiều. Đấy, thì mời các bạn đón xem trong ít phút. Sau đó thì là hai kỳ thủ sẽ bắt đầu bước vào phần thi đấu. Và đây là trận đấu của hai kỳ thủ là C1 gặp C2, là C1 gặp C3. Cho nên là anh Triều sẽ đi tiên ở ván 1 luôn, không cần phải bốc thăm tiên hậu nữa. Và các bạn chú ý nhé. Và đây là trận đấu rất là hay của hai kỳ thủ nổi tiếng hàng đầu vừa vô địch hai giải đấu lớn ở miền Bắc bốt cúp, đó là giải Kỳ Vương Hà Thành 2024 và giải Kỳ Vương xứ Kinh Bắc, giải cờ úp Bắc Linh mở rộng 2024 đây. Chúng ta hãy đợi và tôi đang gọi Zalo call để lấy hình ảnh thi đấu của anh Triều đã, và sau đó thì là chúng ta sẽ chờ đợi và trong ít phút nữa thôi chúng ta sẽ đến với cả trận thi đấu. Trận đấu này thì hai kỳ thủ sẽ thi đấu ở trong phòng thi đấu của kênh sóng và trên nền tảng chơi cờ Thiên Địa Kỳ rất là quen thuộc như mọi hôm chúng ta đã xem. Giải đấu được triển khai bắt đầu khởi tranh từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 và diễn ra liên tục cho đến tận bây giờ. Thì lúc này sắp sửa kết thúc vòng bảng rồi, dự kiến chúng tôi sẽ là vòng thi đấu vòng bảng sẽ hạ màn vào cuối tháng 3. Đấy, sau đó thì là chúng tôi sẽ lên lịch để tổ chức bốc thăm của vòng thi đấu tiếp theo, vòng tứ kết. Như vậy là anh Triều Tà đang ngồi ở đâu đây? Hình như là ngồi ở Đà Lạt à, trên cao nguyên Lộc Gió anh em ạ, rất là đẹp luôn. Các bạn đợi tí tí anh Chiều anh sẽ lên sóng đây. Còn Hà Văn Tiến thì đang ngồi ở nhà riêng ở thủ đô Hà Nội đây, và Hà Văn Tiến là một kỳ thủ thi đấu rất là hay. Đây là hai kỳ thủ thuộc trường phái tấn công rồi, đây có thể coi là một bữa tiệc của bóng đá tấn công đấy, của thế trận cờ úp tấn công. Như vậy là anh Chiều Tà cũng đã lên sóng rồi, và danh thủ Chiều Tà sẽ ngồi ở phía trên luôn luôn cầm quân đỏ ở ván lẻ. Ván lẻ, và Hà Văn Tiến sẽ ngồi phía dưới và luôn luôn sẽ đi tiền ở ván chẵn. Hai thủ sẽ đánh thi đấu thể thức, đó là phân tiên mở lắp dưới là phút 5 giây trọng 8. Chỉ còn 3 phút nữa thôi thì trận đấu của chúng ta sẽ chính thức diễn ra. Và đây là chương trình đầu tiên diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 3 đấy. Buổi tối nay còn có chương trình nữa cũng rất là hay, và mời các bạn chuẩn bị đón xem. Và chương trình tối nay đó là chương trình thi đấu chương trình thi đấu nằm trong series những trận thi đấu giao lưu kỳ nghệ ở miền Nam.
đó là Tiếu Ngạo Giang Hồ, tranh phong đoạt đỉnh giữa hai cao thủ đầu tiên thi đấu kỳ 1 là danh thủ Trần Hữu Bình của Sứ Thanh và danh thủ Trần Văn Duy của Bến Tre. Mời các bạn đón xem vào lúc 19:30 sẽ thi đấu trực tiếp với nhau ở Sài Gòn. Và mời anh Triều vào phòng số 3 này. Và bàn số 3 ở phòng thi đấu, và chúng ta hãy chờ xem hai cầu thủ sẽ thi đấu thế nào. Thời gian thi đấu được set up là 5 phút và có tích lũy 5 giây. Đấy, mời anh Triều vào bàn trước. Anh Triều là sẽ đi tiên ván 1 bởi vì là anh Triều có số tự là C1 gặp C3. Đấy, hôm trước thì C2 gặp C4 thì là C2 gặp C4 thì là kỳ thủ Trần Hữu Bình đã giành thắng lợi trước kỳ thủ Đỗ Quốc Việt tỷ số 8-5 rồi. Tuy nhiên là mặc dù thua nhưng bạn Đỗ Quốc Việt vẫn phải chờ đợi trận đấu này để biết được kết quả của mình ra sao, có thể đi tiếp hay bị loại. Thì cả ba kỳ thủ là Hà Văn Tiến, Bùi Chu Triều và Đỗ Quốc Việt đều có thể là sẽ đi tiếp hoặc có thể bị loại, là tùy thuộc vào kết quả của trận đấu mà các bạn đang xem đây. Rất là hay, tí nữa tôi sẽ phân tích sau. Và mời danh thủ Bùi Chu Triều vào bàn nhé. Và mời danh thủ Bùi Chu Triều vào bàn thi đấu. Sau đó là chúng ta sẽ chờ xem Hà Văn Tiến vào bàn nữa. Là hai kỳ thủ bắt đầu bước vào trận tỷ thí. Và các bạn đợi trong ít phút chúng ta sẽ đến với cả cuộc thi đấu đây. Và mời anh Triều Tà vào thi đấu đi ạ. À, anh Triều là chắc đang ở trên nhà mình rồi, ở Đà Lạt rồi. Đấy, một cao nguyên nghỉ mát rất nổi tiếng ở tỉnh Lâm Đồng. Đấy, sau khi anh Triều vào bàn xong thì bình luận viên sẽ thoát ra và bình luận viên sẽ mời Hà Văn Tiến vào bàn. Sau đó hai cái thủ sẽ ok sẵn sàng và chiến đấu trong phòng thi đấu của nền tảng trên cờ thi đấu kỳ. Như vậy anh Triều nó vào bàn rồi. Và bây giờ thì mời Hà Văn Tiến vào bàn ạ. Và mời kỳ thủ Hà Văn Tiến bước vào bàn ạ. Và rất cảm ơn hai kỳ thủ đã rất tình tham gia thi đấu, cảm ơn tất cả kỳ thủ khác cũng đã thi đấu một cách rất là vô tư, cống hiến và tập trung cho chương trình. Và xin cảm ơn bác Đạt Nguyễn ạ, đã ủng hộ cho chương trình 500k, ủng hộ cho bình luận viên, và xin cảm ơn bác Đạt Nguyễn rất là nhiều ạ. Cảm ơn bác Đạt Nguyễn. Và bây giờ mời hai cầu thủ bắt đầu vào thi đấu rồi. Như vậy hai cầu thủ bắt đầu thi đấu rồi. Như vậy trận đấu của chúng ta đã chính thức diễn ra rồi và hai cầu thủ bắt đầu khai cuộc được là một hai cờ lướt đầu tiên đây. Và mời các bạn hãy tập trung quý luyện viên theo dõi trận đấu này. Đây là một trận đấu cực kỳ hay và hấp dẫn và thú vị, quan trọng trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy thì là buổi tối nay thì tôi đã giới thiệu rồi, sẽ có một trận đấu tay bo, trận là thi đấu giao lưu kỳ nghệ trực tiếp mặt đối mặt với nhau ở Sài Gòn. Và phóng viên Tiến Trường của kênh Nam Quỹ Đạo sẽ quay phát ở đầu cầu Sài Gòn, sau đó sẽ gửi đường link về đầu cầu Nam Định và tôi sẽ tiếp sóng và gửi đến các bạn chương trình đồng hành vào lúc 19:30. Đó là kèo thi đấu phân tiên 15 giây chặng 7, một kèo thi đấu rất là chuẩn chỉ giữa hai cao thủ nổi tiếng của làng cờ Việt Nam chúng ta, đó là Kỳ Vương Sứ Thanh Trần Hữu Bình và cao thủ số 1 của tỉnh Bến Tre là bạn vua Gúp Trần Văn Duy. Hai cầu thủ sẽ đánh trong cái kỳ đầu tiên của cái series gọi là Tiếu Ngạo Giang Hồ, tranh phong đoạt đỉnh do kênh Việt Nam Quỹ Đạo và các mạnh thường quân tổ chức. Thì tối nay chúng ta đoán xem sao. Còn đây là một trận thi đấu online giữa hai kỳ thủ nổi tiếng là Bùi Chu Triều, đấy, cao thủ sinh năm 1980, vô địch giải cấu Bắc Linh mở rộng 2024, và kỳ thủ trẻ đầy tài năng đó là kiệt tướng quốc gia Khùng Long Bạo Chúa Hà Tiến sinh năm 1997, vô địch giải Kỳ Vương Hà Thành mới nhất. Đấy, chúng ta hãy xem anh Triều với lịch là Triều 1.2, còn Hà Văn Tiến với lịch là Hà Văn Tiến 9.3 đây, và có cái dấu ấn đại sư. Đấy thì là thông báo các bạn rằng là trận đấu này sẽ rất là hay ở điểm là nó sẽ quyết định về vấn đề là thành bại đi tiếp của cả ba kỳ thủ trong bảng đấu. Đấy, ngoại trừ anh Trần Hữu Bình đang chắc chắn đứng đầu bảng C với thành tích là 3 trận toàn thắng. Thắng anh Triều tỷ số là 8-6 ở vòng 1, thắng Hà Văn Tiến tỷ số 8-6 vòng 2 và thắng kỳ thủ Đỗ Quốc Việt tỷ số 8-5 vòng 3. Thì bây giờ là tình hình của bảng C nó đang phức tạp như thế này. Là lúc này thì là tạm thời là bạn Việt đã thi đấu xong rồi. Bạn Việt thì đã giành được 3 điểm nhờ một thắng và hai thua và hệ số phụ bạn Việt đang là -2. Còn anh Triều lúc này đang đánh hai trận thì anh Triều được 3 điểm, hệ số phụ anh Triều là -1. Còn Hà Văn Tiến đánh hai trận 0 điểm, hệ số phụ là -6. Như vậy là có thể thấy rằng là đây là trận đấu cực kỳ quan trọng về vấn đề đi tiếp của cả hai kỳ thủ, thậm chí là ba kỳ thủ luôn. Đấy, theo tính toán bên lề thì là căn cứ vào điều lệ của giải đấu, căn cứ vào tình hình thực tế thì là xin thông báo các bạn rằng là ở bảng C lúc này đang là cuộc đua tranh rất là nghẹt thở các bạn nhé. Đấy, rất mong các bạn sẽ tiếp tục yêu mến, ủng hộ và đồng hành cùng với cả kênh sóng. Thì là nếu như trong trường hợp mà kết thúc 3 trận thi đấu của vòng bảng mà có nhiều kỳ thủ bằng điểm nhau thì căn cứ xếp hạng thì hệ số đầu tiên tính đến đó là tổng điểm đối kháng trong nhóm bằng điểm. Ví dụ có hai kỳ thủ bằng điểm nhau thì cái đấy là tương đương như là kết quả đối đầu. Còn ngoài ra sẽ đến là nếu mà hệ số đầu tiên là hệ số tổng điểm đối kháng trong nhóm bằng điểm và bằng nhau ấy,
sẽ tính đến hệ số thứ hai, đó là tổng, đó là hiệu số mặt thắng bàn thua của các kỳ thủ. Ở đây hiệu số mặt thắng bàn thua là giống như bóng đá ấy, là tính đầy đủ luôn cả ba trận thi đấu của các kỳ thủ. Cái này là rất là công bằng. Đấy, các kỳ thủ được quyền đánh ba trận, thì nếu như thắng 8-0 là dương 8 chẳng hạn, thắng 8-7 là dương 1 chẳng hạn. Đấy, ngược lại thì thua, ví dụ thua 5-8 là âm 3 chẳng hạn. Đấy, cộng lại thì kỳ thủ nào có hiệu số mặt thắng bàn thua cao hơn thì là sẽ xếp trên. Đấy, thì là nếu như mà có hai kỳ thủ, nếu các kỳ thủ mà lại tiếp tục bằng nhau hệ số thì chúng tôi sẽ tổ chức thi đấu cờ trước là khu 5 giây chạm 3 để phân định thứ hạng. Thì mời các bạn là chú đoán xem. Và chào Mã Quỳ, xin chào bạn Nguyễn Anh Quân, chào bạn Hinh Đinh, chào Online Manly, xin chào bạn Pháo Giác, bạn Sĩ Lệch, bạn Tượng Méo, bạn Tượng Giao, và xin chào bạn Hoàng Hà Trang, chào tất cả các bạn. Đấy, các bạn có thể tranh thủ tham gia thi đấu chương trình thi đấu mini game của chú Nguyễn Châu tài trợ 31 trận đấu của giải. Sau trận đấu này thì chương trình mini game sẽ có sự thay đổi một chút để đảm bảo tính chất công bằng và khách quan hơn cho các bạn tham dự. Thì rất mong các bạn là chú ý đón xem và nghiên cứu và chú ý là chấp hành đúng cái tiêu chí của chương trình đấy, để quảng bá cũng như là để mở các có nhiều điều kiện tốt hơn cho các bạn khác có thể giành được những giải thưởng mini game. Như vậy là ván cờ đầu tiên này thì cuộc chiến đang rất là căng đây. Ván 1 thì là anh Triều đi tiên, ván 2 thì Tiến đi tiên. Đấy, trận này là trận mà nếu mà tính xét về tỷ lệ đi tiếp ý, thì anh Triều là người có khả năng vào vòng sau, vào tứ kết với tư cách là nhì bảng C và là lớn nhất trong ba kỳ thủ. Sau đó tiếp theo đến Hà Văn Tiến và tiếp theo là Đỗ Quốc Việt. Thì căn cứ như tình hình thực tế thì bình luận viên xin phân tích là Hà Văn Tiến chỉ có cửa đi tiếp trong trường hợp bắt buộc phải thắng anh Triều. Đấy, Hà Văn Tiến nếu thắng với tỷ số là 8-0, 8-1, 8-2, 8-3 thì Hà Văn Tiến sẽ là người giành vé thứ hai sau anh Bùi Chuyệt Triều. Thì lúc đó là Hà Văn Tiến sẽ vượt hơn hai kỳ thủ là Đỗ Quốc Việt với cả kỳ thủ Bùi Chuyệt Triều là ở hệ số phụ. Bởi vì khi đó xuất hiện tình huống ở bảng C là sẽ có ba kỳ thủ bằng điểm nhau là một thắng với hai thua, được có 3 điểm thôi. Vì vậy là đó, hệ số phụ đầu tiên là hệ số đối kháng trong nhóm bằng điểm. Thì là nếu Tiến thắng anh Triều thì là Tiến thắng anh Triều lại thắng Việt, Việt lại thắng Tiến. Thì coi như hệ số đối kháng của mỗi kỳ thủ đều là 1 cộng 0 bằng 1, cho nên là 3 cộng 0 bằng 3, 3 điểm, có nghĩa là bằng nhau. Đấy, còn hệ số bàn thắng bàn thua sẽ quyết định tất cả. Thì nếu như Tiến thắng 8-0, 8-1, 8-2, 8-3 thì là Tiến sẽ vào vòng thi đấu tứ kết. Còn nếu mà Tiến mà thắng 8-4, nếu mà Tiến thắng 8-4 thì sẽ có hai kỳ thủ sẽ bằng hệ số, đó là Hà Văn Tiến và Đỗ Quốc Việt. Thì hai kỳ thủ này sẽ phải thi đấu cờ chớp 5 phút 5 giây chặn 3 hiệp phụ để phân định thứ hạng, xem ai là người đứng thứ nhì của bảng C. Còn nếu mà Tiến mà thắng tỷ số 8-5 thì Hà Văn Tiến sẽ bị loại và có hai kỳ thủ sẽ phải vào thi đấu hiệp phụ và 5 phút 5 giây chặn 3 theo đúng điều lệ, đó là anh Triều Tà với các bạn Đỗ Quốc Việt ở bóng cái. Còn nếu như Tiến mà thắng với tỷ số 8-6, 8-7 hòa 8 đều hoặc là anh Triều thắng, chiếc vé đó sẽ thuộc về anh Triều và hai kỳ thủ là bị loại sẽ là Đỗ Quốc Việt và Hà Văn Tiến. Chào các bạn, bây giờ chúng ta xem tiếp đây. Ván này là ván đấu mà anh Triều đã đu xe lên để đấu xe rồi. Và Hà Văn Tiến đã mở được hai xe pháo mã trong ván đấu. Đấy là tôi nói về tình hình của bảng C. Còn là tình hình thi đấu của các bảng đấu khác thì bảng A đang ngã ngũ rồi. Bảng A đang ngã ngũ với hai kỳ thủ đi tiếp là chị Hồ Quang Vũ và Hứa Quang Minh. Và họ chỉ còn một trận đấu so găng vào ngày 29 tháng 3 với việc là tranh chấp vị trí nhất bảng, nhì bảng. Vì đây là cái những vị trí rất quan trọng về việc bốc thăm là nhất bảng sẽ gặp các kỳ thủ nhì bảng ở vòng tứ kết và các kỳ thủ cùng bảng trước đó là không gặp nhau, và quan trọng hơn nữa là nhất bảng sẽ được đi tiên luôn ở cái ván 1 của trận thi đấu tứ kết loại trực tiếp tay đôi là phân tiên 5 phút 5 giây chạm 9 đấy. Đấy, bóng bán kết cũng 5 phút 5 giây chạm 9 và chung kết 5 phút 5 giây chạm 10. Và xin cảm ơn bác Đạt Nguyễn, một mạnh thường quân yêu cờ ở sống ở Mỹ đấy, nhưng mà trước đây cũng rất là hay có những buổi xem cờ và tham gia cổ vũ các kỳ thủ ở Sài Gòn đấy, cũng đã có nhiều lần ra Bắc gặp gỡ các anh em yêu cờ của Bắc ạ. Và cảm ơn bác Đạt Nguyễn đã ủng hộ cho chương trình bình luận viên là 500k, và xin cảm ơn bác, cảm ơn các mạnh thường quân khác cũng đã yêu mến ủng hộ cho kênh sóng ạ. Như vậy là trận đấu này thì là Hà Văn Tiến lúc này đang ở cửa tử đấy, bắt buộc phải thắng và phải thắng đậm đà thì mới có thể lách qua khe cửa hẹp và giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Và mặc dù là khó khăn nhưng mà trước đó cũng có một trường hợp đã xảy ra cái tình huống này và về sau kỳ thủ đó đã giành chức vô địch, đó là trường hợp của chú lão tướng Trần Anh trong giải thi đấu mang tên là giải Chọi Chiến Tranh Hùng năm 2024 đấy, diễn ra trên kênh Tỉnh Nào cũng cách đây khoảng hơn tháng. Thì là chú lão tướng Thế Anh đã thi đấu cùng các kỳ thủ là Hải Lưu Len, Cô Tiên với cả Đỗ Duy Đông ấy, cũng thua trước hai trận trước Đỗ Duy Đông và Cô Tiên ấy, nhưng mà thắng được Hải Lưu Len ở trận cuối với tỷ số vừa đẹp vừa đủ và cái tỷ số khác cũng hỗ trợ, cho nên là chú lão tướng Thế Anh đã lọt vào chung kết và sau đó đánh bại Đỗ Duy Đông để giành chức vô địch.
Như bạn cơ này thì Hán Tiến đang chơi một đòn phế xe sát cục và bên đỏ không dám ăn xe, ăn xe sẽ bị lức cờ là ăn mã vào tay sĩ chiếu tướng xong đá pháo chiếu là thua ngay. Nếu mà nói về trình độ cờ sáng thì Hán Tiến được đánh giá là cao hơn so với cả anh Triều ta. Thì bạn Hán Tiến này là một kiện tướng quốc gia đã từng vô địch đấu thủ mạnh toàn quốc rồi huy chương vàng SEA Games, còn anh Triều ta thì đạt chuẩn A1 toàn quốc thôi. Nhưng mà nói về bình diện cờ Úc thì hai kỳ thủ này đều thực sự là đều là những ngôi sao cờ Úc Việt Nam hiện nay. Đấy, họ đều là những chiến tướng lừng lẫy từ Bắc Chí Nam rồi. Đã đạt được rất nhiều giải thưởng gọi là cực kỳ đáng kể. Đấy, anh Triều Tà đã từng vô địch giải cờ Úc A1 toàn quốc năm 2022 ở Hội An, rồi vô địch giải vua cờ chớp Việt Nam năm 2023 ở Sài Gòn, rồi vô địch giải kỳ vương Nghệ An mở rộng năm 2019, rồi mới nhất là vô địch giải kỳ vương xứ Kinh Bắc, giải cờ Úc Bắc Bình mở rộng 2024. Còn Hà Văn Tiến thì trong những năm gần đây đã thâu tóm rất nhiều danh hiệu quán quân ở những giải đấu lớn và có tiền thưởng cao như là giải thi đấu vô địch cờ Úc Châu Đức mở rộng 2023 ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, rồi vô địch giải thi đấu kỳ vương Sài Thành mở rộng 2023 tổ chức ở Sài Gòn, và mới nhất là giải vô địch cờ Úc kỳ vương Hà Thành mở rộng 2024 tổ chức ở câu lạc bộ Kỳ Hữu Hà Nội vào ngày 17 tháng 3 vừa qua. Như vậy là qua một số những cái lời giới thiệu các bạn đã đủ hiểu đây là một trận đấu gọi là hội ngộ đỉnh cao rồi, ngôi sao đại chiến rồi, một trận đấu cực kỳ quan trọng cho vấn đề tranh chấp chiếc vé lọt tiếp vào vòng sau. Để vào đến tứ kết là các kỳ thủ chắc chắn là có tiền thưởng rồi, vấn đề là họ sẽ đi đâu về đâu thì chúng ta phải phụ thuộc vào thành tích của họ thôi. Đấy, vô địch sẽ nhận phần thưởng trị giá là 17 triệu cộng treo thưởng bên lề và một cái cúp vô địch là kỷ niệm rất là đẹp. Á quân là 4 triệu và đồng giải ba là 2 triệu, còn lại các giải top 8, 5, 6, 7, 8 mỗi giải 500k. Đấy, lúc này thì chúng tôi đã xác định được 4 kỳ thủ là giành vé đi tiếp rồi. Ở bảng A đó là Hứa Quang Minh và Trịnh Quang Vũ, ở bảng B đó là Trần Văn Duy và Đinh Quang Hưng, ở bảng C đó là danh thủ Trần Hữu Bình. Đấy, còn lại 3 chiếc vé thôi. Đấy, chiều nay xác định thêm một chiếc vé nữa là 6 người. Còn hai kỳ thủ là ở bảng D sẽ tử chiến với nhau vào tối ngày mai và tối ngày kia. Đó là trận đấu tay đôi tranh vé trực tiếp, đó giữa anh Nguyễn Anh Vẫn gặp Nguyễn Văn Dũng, và trận cuối cùng là Nguyễn Thanh Tùng gặp Phan Anh Giản. Thì mời các bạn chú ý đón xem trên kênh Cơ Độ Thành Nam Kỳ Đạo vào các chương trình buổi tối ạ. Như vậy là ván cờ này thì có thể thấy rằng là Hán Tiến đang chiếm ưu khá là rõ rệt đây. Và Hán Tiến đang chiếm ưu khá là rõ rệt để chuẩn bị cho cái cơ hội bật kèo và vượt qua vòng bảng và ngoạn mục tiến vào vòng sau. Đấy, nếu mà Hán Tiến mà vào vòng sau thì rõ ràng sẽ là ứng cử viên sáng giá của danh hiệu vô địch rồi. Đấy, một bảng đấu được coi là bảng tử thần đấy, với những kỳ thủ tham gia một thi đấu rất là nỗ lực, cống hiến và chất lượng rất là cao, như là danh thủ xứ Thanh là anh Trần Hữu Bình, rồi cao thủ đến từ vùng Đông Bắc thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đó là bạn Đỗ Quốc Việt, rồi cao thủ hàng đầu của Đà Lạt Lâm Đồng đó là Bùi Truyền Triều, và đương nhiên không kể đến kinh thành chiến hiệp rồi và khủng long bạo chúa là Hà Văn Tiến. Đấy, một cái cao thủ được coi là cực kỳ là lức tiếng và lợi hại trong cái bộ môn cờ Úc. Vậy ván này là anh Triều đang đỡ rất là cố gắng đây, và Hà Tiến đang có cơ hội chiến thắng tương đối cao trong cái ván đấu này. Và ván 1 thì là anh Triều đi tiên với lick là Triều 1.2, Triều Triều 1.2. Còn ván 2 đến lượt Hà Văn Tiến đi tiên với lick là Hà Văn Tiến chấm 3. Đấy, sau cái trận đấu này thì các chương trình mini game chúng tôi sẽ phải điều chỉnh lại đấy, để đảm bảo tính chất công bằng hơn cho tất cả các kỳ thủ, các khán giả, các bạn tham dự. Mong các bạn chú ý và ủng hộ và hỗ trợ cho chương trình. À, chào bạn thần nhân kỳ đế, cảm ơn bạn. Chào bạn Lê Thanh Tuấn, chào bạn Ánh Trang Quang Hà Lam, chào Cu Việt. Và cảm ơn bạn thần nhân kỳ đế. Và mình cũng chém gió cho vui thôi, mà cũng không có gì là to tát cả bạn ạ. Đấy, tối nay thì mời các bạn xem tiếp một chương trình giao lưu kỳ nghệ khác ở Sài Gòn, một chương trình thi đấu loại trực tiếp tay đôi luôn, đó là trận thi đấu tỷ thí giữa hai kỳ thủ là vua cờ Úc Trần Văn Duy và kỳ thủ kỳ vương xứ Thanh Trần Hữu Bình trong loạt series đấu chiến tỷ thí võ công mang tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ và Tranh Phong Đoạt Đỉnh. Đấy, do kênh Thành Nam Kỳ Đạo cùng với cả một số các mạnh thường quân tổ chức đấy, để có thể nêu cao phát triển phong trào của bộ môn cờ Úc đang ngày một trở lên thịnh hành và phổ biến hiện nay ở làng cờ Việt Nam chúng ta. Đấy, thì mời các bạn đón xem nhé. Đấy, tối nay vào lúc 19:30 thi đấu trực tiếp luôn, và thi đấu cực kỳ là sôi động và hấp dẫn. Về ván cờ đầu tiên này thì anh Bùi Duyên Triều anh đang đỡ rất ghê luôn, đã quay xe giả là pháo đang bắt xe rồi, chắc là Tiến phải ăn mã xuống mã thôi các bạn, chắc phải ăn mã xuống mã thôi, sau đó mới chạy xe theo. Chủ ván cờ này là ván cờ cũng đang hay đây,
À, như vậy anh chiều nó vượt qua là con tốt thứ năm rồi, hơi đen anh chiều. Nếu vượt qua là con xe thì lại rất là tươi. Về lý thuyết anh chiều còn một lắp, chết một lắp như vậy, 50 50 có khả năng ra được xe. Thì Tiến đã chơi một đòn pháo 2 tấn 4 rồi, như vậy là tượng em ạ. Như vậy là anh chiều đã quay được con xe rồi, như vậy là anh chiều là có 4 quân chiến trên mặt. Đó là xe mang hai pháo, trong khi đó thì Hàn Tiến mới chỉ có xe pháo sĩ tượng tốt thôi. Hàn Tiến còn hai lắp thì về lý thuyết thì Tiến có thể mở được pháo mã đấy. Hình cờ này hình cờ vẫn đang khá là căng. Đấy, thông báo các bạn là tính riêng về chương trình thi đấu của bảng C nhé, thì là bốn kỳ thủ thì là có một kỳ thủ đi tiếp rồi, với tư cách đó là kỳ thủ nhất bảng C là anh Trần Hữu Bình, khi mà anh Trần Hữu Bình đã giành được chiến tích là 3 trận toàn thắng và đứng đầu bảng C rồi một cách rất là tuyệt đối. Còn lại là các kỳ thủ khác như là Hà Văn Tiến cho anh Triều Tà với cả Đỗ Quốc Việt thì đều đã ngã ngựa một trận rồi và họ đang phải nỗ lực để trở lại đây, thì là chúng ta sẽ xem là như thế nào. Bất kỳ một kỳ thủ nào cũng có thể bị loại ở cái bảng C này. Đấy, nó hoàn toàn phụ thuộc vào thành tích thi đấu của hai kỳ thủ là Bùi Chuyên Chiêu và Hàn Tiến trong buổi chiều hôm nay. Đấy, như phân tích là nếu mà Hàn Tiến mà thắng đậm đà với tỷ số là 8-0, 8-1, 8-2, 8-3 thì Tiến sẽ là người giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Còn nếu như mà Hàn Tiến thắng 8-4 thì Tiến sẽ đối đầu với cả Đỗ Quốc Việt ở trong vòng thi đấu tay đôi, vòng thi đấu xin lỗi hiệp phụ penalty, sút penalty 5 phút 5 giây chặng 3 để có thể phân định thứ hạng. Xem ai là kỳ thủ đứng thứ nhì để giành quyền lọt vào vòng kế tiếp. Còn nếu như mà Tiến mà thắng tỷ số 8-5 thì Tiến sẽ bị loại và hai kỳ thủ sẽ thi đấu penalty hiệp phụ, đó là anh Triều Tà và cả bạn Đỗ Quốc Việt. Còn nếu như Tiến mà thắng 8-6, 8-7 hòa 8 đều hoặc là anh Triều thắng thì chiếc vé đó sẽ thuộc về danh thủ Bùi Chuyên Chiều của Đà Lạt Mộng Mơ. À, và cảm ơn anh Đỗ Quang Chuyên. Chào bạn là Ngọc Cao Bằng. À, cái này là do bình luận viên nói nhiều nó thành quen thôi. Vâng. Chứ còn về so với vấn đề hoạt ngôn mà xử lý ngôn ngữ thì không thể bằng được các MC trên truyền hình. À, họ nói rất là nhanh và gọn và chuẩn, không bị lạc lạc nhịp, hoặc là không bị nói ngọng. Ngày ván này là ván cờ đang căng đây và mỗi bên đều còn bốn quân chiến và chưa biết thế nào cả. Tình hình ngoài đang rất là hỗn loạn và bên Hàn Tiến lợi thế hơn một chút là nhờ con sĩ thật, còn bên kia thì là còn mở đến 5 con tốt nguyên trên mặt, hai bên báo mặt cái chiến rồi. Và đây là ván cờ đầu tiên trong cuộc thi đấu của hai kỳ thủ của đây, và không biết là ai sẽ là người giành chiến thắng trong cái chương trình này đây. Và các bạn hãy xem chương trình nó đang diễn ra rất là căng. Hà Văn Tiến với cả anh Triều Tà lúc này đang 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 tỉ thí và rất là quyết định cho cái cuộc thi đấu này. Đấy, bởi vì Hà Văn Tiến đã thua trước hai trận rồi, thua Đỗ Quốc Việt ở ngày đầu ra quân với tỷ số là 4-15, 8-15 và thua tiếp anh Trần Hữu Bình ở vòng 2 là 6-8, tỷ lệ vòng sau là rất là thấp. Đấy, tuy nhiên thì do các kết quả nó đã có sự ủng hộ qua lại cho nên là Hàn Tiến vẫn còn hy vọng trong cái cuộc chiến này. Anh Hà Văn Tiến chỉ cần thắng đậm đà anh Triều Tà với tỷ số là 8-0, 8-1, 8-2, 8-3 thôi. Đấy, một trong bốn cái tỷ số ấy thôi là Hàn Tiến sẽ giành quyền vượt qua vòng loại để tiến vào vòng tứ kết. Như vậy Hàn Tiến đã chơi một lá cờ tiến pháo phế pháo rất là cao. Và pháo vượt qua là sẽ đâm xe xuống đáy cục ngay. Đây một lá cờ để phá hỏng hệ thống song pháo gánh ở hàng cửu của danh thủ Triều Tà. Thời gian thi đấu của hai kỳ thủ là 5 phút 5 giây. Và đánh trên mạng này nó tương đương nhiều đánh 5 phút 2 giây ở ngoài đời thực đấy. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo chương trình. Rất mong các bạn hãy ủng hộ, đồng hành cùng kênh Sóng một cách đơn giản nhất. Đó là đăng ký kênh và chia sẻ và tặng chương trình nút like. Đấy, chúng tôi sẽ đến với các bạn bằng những chương trình rất là bổ ích, lành mạnh và có tính chuyên môn, giải trí rất cao. Thì là sau cái chương trình cú úp này thì sang đến đầu tháng 4 thì chúng tôi cũng hân hạnh gửi đến các bạn những giải đấu mà kênh Sóng Thanh Lang Kỳ Đạo đang lên kế hoạch rồi. Và ngày đầu tháng 4 thì là ngày mùng 6, mùng 7 tháng 4 sẽ có một giải thi đấu ở Thanh Lang Kỳ Đạo ở thành phố Nam Định. Đó là một giải đánh offline, giải cờ tướng, gọi là giải cờ tướng cấp độ Thành Nam Kỳ Đạo lần thứ nhất, giải mở rộng. Giải này có ý nghĩa là để kỷ niệm cái dấu ấn là cấp độ Thành Nam Kỳ Đạo kênh YouTube đạt mốc 10.000 sub. Và thứ hai nữa là để làm tiền đề tăng cường thi đấu giao lưu cọ sát với các đơn vị các tỉnh thành lân cận để chuẩn bị cho giải đấu vào ngày 30 vào ngày 27 28 tháng 4. Đấy, giải đấu lớn hơn sẽ diễn ra vào cuối tháng này là ngày 27 28 tháng 4 cũng tổ chức ở Nam Định đấy. Giải đó là giải đấu liên tỉnh. Còn giữa tháng 4 từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 4 thì sẽ có giải thi đấu mang tên là giải thi đấu vô địch cờ tướng A1 toàn quốc đấy, đã có điều lệ lịch trình rồi.
thì chúng tôi sẽ cử phóng viên để đi quay phát ở Vũng Tàu, sau đó sẽ ở đầu cầu Nam Định chúng tôi sẽ gửi các bạn chương trình bình luận trực tiếp của tất cả các nội dung thi đấu, đó là cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Đấy, thì trong tháng 4 tới sẽ có rất nhiều những giải cờ tướng được diễn ra, chưa kể là có một số các giải đấu của Trung Quốc xen kẽ. Còn từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 thì kênh Thể thao Kỳ Đạo cũng sẽ cử một đội ngũ các kỳ thủ đi thi đấu và một đội ngũ phóng viên đi làm chương trình quay phát và tổ chức của một giải đấu lễ hội cờ tướng hội làng đầu xuân rất là vui ở quê hương quan họ tỉnh Bắc Ninh, đó là lễ hội giải cờ tướng lễ hội truyền thống làng Tiêu ở thành phố Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh, và năm nay là sẽ tổ chức từ buổi chiều ngày 9 tháng 4 đến buổi chiều ngày 11 tháng 4, và giải nhất thì là theo thông báo ban tổ chức là ít nhất là 12 triệu. Thì là kênh Câu lạc bộ Thành Nam Kỳ Đạo sẽ hân hạnh là kênh quay phát chính thức và hỗ trợ về phần tổ chức cùng với ban tổ chức của giải đấu, và có thể hỗ trợ thêm về kinh phí nữa. Thì có các nhà tài trợ chính như rồi là có Mr. Dương Công Hậu đấy, một mạnh thường quân yêu cầu tỉnh Bắc Ninh sẽ tài trợ, và sẽ có thêm một số các mạnh thường quân khác nữa để hỗ trợ, và sẽ làm cho các giải đấu sẽ trở nên hay hơn, hấp dẫn, thú vị và chất lượng hơn rất là nhiều. À, cảm ơn bạn Dương Đức Sơn, và xin chào anh Đỗ Quang Chuyên, chào tất cả các bạn. Như vậy là ván cờ đầu tiên này là cuộc chiến giữa hai tay cờ nổi tiếng Kỳ Vương Cứu Úc ở hai miền đây, và Hà Văn Tiến và anh Triệu Tảo vẫn đang cực kỳ hay, một bên là Kỳ Vương Hà Thành, một bên là Kỳ Vương xứ Kinh Bắc đây, và diễn ra phải nói là vô cùng là tuyệt vời. Ok bạn Huy Vũ, thực ra mà nói thì mình cũng thông cảm với các bạn, vì là chương trình mini game mở ra với mục đích là để tạo một cái niềm vui phấn khởi khích lệ cho các bạn để tham gia thôi, nhưng mà nó đang bị lạm dụng, nó đang bị lạm dụng và để săn giải thưởng đấy, thế thành ra là những cái bạn vào sau là không có cơ hội gì cả. Thì sau cái chương trình trận đấu này chúng tôi sẽ điều chỉnh lại đấy, điều chỉnh lại để làm sao cho nó tốt hơn và chuẩn hơn, chứ kênh sóng là không 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 mong muốn như vậy. Kênh sóng là mong muốn là mọi người tham gia nó vô tư, hai nữa là người làm có cơ hội đấy, nhưng mà nó đang bị lạm dụng, thành ra là nhiều lúc là nó sẽ khó có cơ hội cho những người đoán sau. Cái đấy là hoàn toàn là chính xác, và chúng tôi ghi nhận điều đó, và chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện và bắt đầu từ sau cái chương trình này. Và chào anh Quang Hà Lam, như vậy là anh Triều Triều đã thua ván một rồi trước Hà Văn Tiến rồi, như vậy là Kinh Thánh Hiệp đã ghi một bàn thắng rất quan trọng để mở bàn một cái chiến dịch có thể lội ngược dòng và trở lại giải đấu này. Mặc dù cơ hội đi tiếp của Hà Văn Tiến là rất thấp trước khi diễn ra trận đấu này, đấy, nhưng mà với những cái kết quả có lợi thì Hán Tiến đang hy vọng là mình có thể thắng đậm đà anh Triều Tà. Đấy, xin thông báo các bạn là nói thế thôi nhưng không hề dễ, bởi vì Hán Tiến đã từng đụng độ anh Triều Tà hai trận vào trước giải của Bắc Linh mở rộng, thì cả hai trận đều đã thua, một trận thua tỷ số 7-4 trên kênh Thiên Kỳ Hội, một trận thua tỷ số là 3-1 trên kênh Câu lạc bộ Thành Nam Kỳ Đạo. Đó, hai trận vào trước thềm của giải Bắc Linh mở rộng là giải đấu mà hai kỳ thủ là Hán Tiến và anh Triều Tà cũng đã tham gia đấu, thì Hán Tiến đã hơi đáng tiếc bị loại ngay ở những vòng đấu đầu tiên, còn anh Triều Tà đã đi thẳng đến trận chung kết và làm một mạch xiên 6, hạ gục được 6 cao thủ của 6 tỉnh thành phía Bắc như là Duân Kinh Môn của Hải Dương, Nghiêm Xuân Tuân của Bắc Giang, Nguyễn Văn Đắc của Bắc Ninh, rồi Vũ Cánh Hoàng của Phú Thọ, Trương Văn Thi của Vĩnh Phúc và Đinh Quang Hưng của Hà Nội, và anh đã đoạt chức vô địch một cách cực kỳ ngoạn mục, là một trong những chức vô địch khó quên nhất đối với sự nghiệp thi đấu cờ Úc rất là lừng danh của danh thủ Bùi Huyền Triều, và anh đã nhận được những giải thưởng rất là lớn đến từ sự hâm mộ treo thưởng của các khán giả và các mạnh thường quân bên lề. Thì chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã yêu mến ủng hộ cho các kỳ thủ, các danh thủ và bình luận viên cũng như kênh sóng ạ. Như vậy ván đầu thứ hai này tỷ số đang là 1-0 nhưng về Hà Văn Tiến rồi, thì là ván này Hàn Tiến đi tiên đây nhưng đã chết cả hai xe rồi, ăn được của đối phương là xe pháo tượng, và bên anh Triều là không bị cấm lắp nào đấy, và lại mở được xe rồi, như vậy là lợi thế cho danh thủ Triều Tà ở ván đấu thứ hai. Nói chung là nhiệm vụ của danh thủ Triều Tà ở ván đấu thứ hai thì chỉ cần là làm sao ở cái ván ở trận đấu này anh Triều Tà thì cần là chạm 6 thôi, anh Triều Tà sẽ có mặt ở tứ kết.
Sắp sửa sang tuần sau, hôm nay 26 tháng 3 rồi. Và cuối tháng này sẽ là kết thúc vòng bảng đấy của giải thi đấu cứu úp online thủ đô Anh Hào 2024 với sự tham dự của 16 kỳ thủ cứu úp nổi tiếng hàng đầu từ Bắc Chí Nam đấy. Thì là đến ngày mùng 6 mùng 7 tháng 4 ở Nam Định chúng tôi sẽ tổ chức một giải cờ ngửa, một giải cờ tướng truyền thống với cái mục tiêu đó là để giao lưu đoàn kết, tăng cường thi đấu cọ sát đấy, tôn vinh nét đẹp văn hóa cờ, và quan trọng hơn nữa đó là một cái giải đấu để đánh dấu một cái sự kiện, là một cái mốc sự kiện là kênh sóng YouTube của đội Thành Lam Kỳ Đạm, nơi mà tôi đang công tác cũng như là cùng các bạn ủng hộ đồng hành theo dõi xuyên suốt trong thời gian qua đấy, sẽ đạt được dấu mốc là 10.000 sub. Đấy, đương nhiên thì là 10.000 sub so với cả hệ thống YouTube nói chung với cả các kênh cờ khác thì nó rất là bình thường thôi, là không có gì là to tát cả. Đấy, nhưng mà đây cũng là một sự khích lệ dành cho những người làm chương trình, rất mong các bạn sẽ yêu mến ủng hộ và đồng hành. Thì giải đấu đó chúng tôi dự kiến là sẽ có 8 kỳ thủ tham gia và sẽ thi đấu theo một cái thể thức là đó là thể thức thi đấu loại trực tiếp hai lần thua, hay còn gọi là song bại đào thải tái. Đấy, một cái thể thức mà trong những năm qua làng cờ Trung Quốc đã tổ chức rất là nhiều và rất là thú vị. Thì sẽ có 8 kỳ thủ được mời thì không phải đóng lệ phí và sẽ được ban tổ chức là lo chỗ ở, trả tiền khách sạn trong quá trình thi đấu, và các kỳ thủ sẽ tự túc ăn uống. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mời 8 kỳ thủ là theo tiêu chí là một kỳ thủ đại diện của đơn vị của nhà tài trợ chính. Đấy, nhà tài trợ chính này gồm có chú Nguyễn Văn Châu và anh Hải Phòng ạ. Đấy, và một đại diện của câu lạc bộ Thành Lam Kỳ Đạm, chính là kênh sóng mà các bạn đang xem đây tổ chức, một đại diện của đơn vị chủ nhà tỉnh Nam Định, thì là tổ chức ở thành phố Nam Định mà, và 5 đại diện đến từ là 5 câu lạc bộ cờ tướng ở 5 tỉnh thành khác nhau. Đấy, thì là lúc này chúng tôi đang chờ xác nhận. Đấy, và tất cả kỳ thủ trình độ là cũng xem nhau thôi và cũng không phải là vượt trội đâu. Đấy, làm sao mà cái cơ hội cũng các kỳ thủ là cũng chia đều để mọi người có thể thi đấu. Thì giải đấu đánh có 2 ngày thôi và thi đấu theo thể thức là song bại đào thải tái. Thì là giải nhất là 6 triệu, giải nhì là 2 triệu, giải ba 1 triệu, giải tư 500k. Đấy là số tiền thưởng mà tối thiểu và có thể tăng lên nhờ sự ủng hộ thêm của các quý vị khán giả, các mạnh thường quân khác nữa trong quá trình diễn ra giải đấu. Thì là chúng tôi sẽ lên lịch, sẽ chốt danh sách lên lịch, rồi nó sẽ bố trí tổ chức và quay phát truyền thông vào 2 ngày mùng 6 mùng 7 tháng 4. Còn cái giải đấu hôm qua bình luận viên có nói ấy, đấy là cái giải đấu liên tỉnh ấy, thì giải lớn hơn. Giải đấu đó thì chúng ta đang chờ những cái sự hợp tác, phối hợp của các câu lạc bộ tỉnh thành của các đơn vị bạn nữa. Thì giải đấu đó sẽ dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 sau khi giải A1 toàn quốc kết thúc, và khả năng sẽ diễn ra vào ngày 27 28 tháng 4, tức là để kỷ niệm luôn ngày giải phóng Việt Nam 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Một là những ngày lễ lớn của Việt Nam chúng ta đấy, thì nó cũng sẽ là rất hấp dẫn. Nhà ván này thì là ván cờ mà Hán Tiến đang mất cả đôi xe rồi, nhưng mà có lực lượng phía trên cũng khá là khỏe với hai pháo, hai tượng mã sĩ. Còn bên đen thì có đội hình đó là xe mã sĩ tượng thôi. Và anh Triều ngoài cũng đang phải đỡ rất vất vả đây. Và anh Triều vừa rồi cũng đã thể hiện một cái trong những cái tinh thần thi đấu phải nói là cực kỳ bền bỉ và dẻo dai, hết sức bản lĩnh, và đã vượt qua được Đinh Quốc Gia Nước trong một trận chung kết phải nói là nghẹt thở, giàu cảm xúc và kịch tính, là trong những trận chung kết có lẽ là khó quên nhất đối với danh thủ Bùi Huy Triều trong suốt những thời gian đã qua. Như vậy là lần này anh Triều có khả năng sẽ thắng ván này và rút ngắn tỷ số rồi, khi mà danh thủ Triều Tà đã mở nước cờ tước 7 tấn 5 lên là pháo và thắng ngay. Như vậy là một đều anh em nhé. Đấy, càng ghi được nhiều điểm thì anh Triều Tà sẽ càng cơ hội để lọt tiếp vào vòng thi đấu tứ kết. Đấy, Hà Văn Tiến chỉ có cơ hội và giành được chiến thắng cách biệt 4 bàn trở lên, ví dụ như 8-0, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 thì may ra mới có cơ hội vào tứ kết. Nếu mà 8-4 thì Hà Văn Tiến sẽ loại được anh Triều, nhưng phải đánh tay đôi ở hiệp phụ 5 phút 3 giây, 5 phút 5 giây chạm 3 với cả Đỗ Quốc Việt thì là sẽ tranh vé. Ai thắng là sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết với tư cách là nhì bảng C. Vâng, chào bạn Lê Phạm Tuấn, chào anh Vinh Đỗ ạ. Vâng, xin chào bạn Cu Việt, bạn fan WikiChat, chào bạn Nguyễn Đức Khoa. Vâng, xin chào Minh Vũ. Vâng, xin chào bạn đệ tử cứu World Cup. Vâng, nói chung là cái giải phong trào tổ chức ở thành phố Nam Định tới đây ấy, thì là chủ yếu là mời những anh em phong trào có trình độ nhất nhì các tỉnh thôi. Đấy, mỗi tỉnh chỉ một đại diện thôi, cộng với một đại diện của nhà tài trợ, một đại diện của đơn vị tổ chức, một đại diện của đơn vị chủ nhà. Thế thôi, 8 người thôi, đánh có 2 ngày thôi. Các kỳ thủ không phải đóng lệ phí gì cả, mà được ban tổ chức là lo chỗ ở khách sạn trong quá trình thi đấu. Đấy, và giải thưởng là có 4 giải cơ, trên 8 người tham gia. Nói chung là một giải đấu mang tính chất là hữu nghị đoàn kết là chính thôi. Đấy, cũng là tăng cường giao lưu kỳ nghệ và phát triển phong trào. Thì mời các bạn chú ý đón xem. Và để kỷ niệm cái dấu mốc là kênh sóng sẽ đạt được 10.000 sub trong quá trình phát triển kênh.
À, trận đấu này là trận đấu của những idol group hàng đầu Việt Nam ấy, đang diễn ra rất là hay. Và thời điểm này lúc này đang đánh đến ván đấu thứ ba rồi, tỷ số đang là 1-1 rồi. Ván 1 anh Triệu đi tiên thua, ván 2 thì Hàn Tiến đi tiên thua. Ván này thì Hàn Tiến đang mở cây có một hệ thống đó là pháo hai mã hai tượng, ba tốt và một đống lắp. Trong khi đó thì anh Triều cũng đã đấu xe được Hàn Tiến rồi, ăn được một lắp và mở được xe mã tốt. Và chưa biết thế nào cả. Vì anh Triều cả Tiến đều rất lợi hại về đường công sát, rất là bén và tốc độ quân đi quân là cực kỳ nhanh luôn. Và hai bên cũng gặp nhau nhiều trận ở ngoài đời rồi. Thì nhìn chung là Hàn Tiến được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng mà đánh trong giải anh Triều rất có duyên, cho nên là cũng không biết thế nào cả. Và cảm ơn các bạn nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thế tối nay chúng ta sẽ xem tiếp một chương trình nữa, chương trình giao lưu kỳ nghệ của anh trực tiếp ở Sài Gòn. Thì chúng ta sẽ chờ lại vào lúc 19:30. Và như lúc này thì là Hàn Tiến đã phải thoái lui rồi, và bên đen bắt đầu đã sang sông để chuẩn bị đè lén đây, và bên đen đã bơi sĩ tới để chuẩn bị ăn tượng. Nghĩa là bên xin lỗi, bên đỏ bơi sĩ tới ăn tượng, và bên đen đã lao con mã 8 tấn 6 với mục tiêu là chuẩn bị lao chiếu để phá xe giả của đối phương. Như vậy là anh Triều đã lên tượng các bạn ạ, nếu mà chiếu thì quỳ lên. Đấy, về lý thuyết thì hai bên đều không còn xe nữa. À, xin lỗi, về lý thuyết thì hai bên anh Triều thì đã không còn xe nữa rồi, thì đã ra đủ rồi. Còn Hà Văn Tiến thì có thể còn một xe trong bốn lắp còn lại. À, chúng ta hãy chờ xem nếu mà anh Triều mà càng thắng Hà Văn Tiến bao nhiêu game thì cái cơ hội vào vòng sau của Hà Văn Tiến cả Đỗ Quốc Việt sẽ càng ngày càng giảm đi bấy nhiêu. Đấy, về mục tiêu anh Triều chỉ cần chạm 6 trong trận đấu này thôi, mà 6 trên 8 điểm thôi là đã đủ để giành quyền lọt vào vòng tứ kết rồi, khi là sẽ là kỳ thủ xuất sắc thứ hai của bảng C, bảng tử thần. Đấy, còn bảng D thì lúc này nó không liên quan đến hệ số nữa, bảng D là chia làm hai cặp đấu giữa bốn kỳ thủ có được 3 điểm sau hai trận, cho nên là ai thắng ở lượt trận cuối sẽ giành quyền vào đi tiếp. Thì tối ngày mai sẽ là diễn ra trận đấu giữa hai kỳ thủ là Nguyễn Anh Mẫn và Nguyễn Văn Dũng. Đấy, tức là D1 cộng D3. Còn trận cuối cùng của bảng D sẽ là D2 cộng D4 là Nguyễn Thanh Tùng Con với cả kỳ thủ Phan Anh Giản. Như vậy là lúc này thì Hà Văn Tiến quay cây rồi, Hà Văn Tiến đã quay được con pháo anh em ạ. Và tuy nhiên lúc này Hà Văn Tiến vẫn đang đối với hơn, mặc dù có con pháo trong hình này nhưng mà bên đỏ người ta xe pháo mã sĩ tượng là cực kỳ mạnh luôn. Đấy, thời gian thi đấu của hai kỳ thủ là loại hình cửa chớp đây, loại hình mà Hàn Tiến rất là thiện nghệ. Thế vừa rồi đã vô địch một cách tuyệt đối của giải thi đấu Kỳ Vương Hà Thành 2024 tổ chức ở câu lạc bộ Kỳ Hữu Hà Nội đấy. Nói chung là danh sách của 8 kỳ thủ thì đến thời điểm này là chúng tôi cũng cũng gọi là chúng tôi cũng đã đang đang đang, đang chốt dần các bạn ạ. Tôi chưa thể công bố được đấy, thì là sẽ chốt dần và trình độ của các kỳ thủ này nó cũng xem như nhau thôi. Đấy, quan trọng nhất là để cho giải đấu nó hay hấp dẫn. Đấy, mỗi một tỉnh thành sẽ có một đại diện đấy, rồi các đơn vị tài trợ, đơn vị tổ chức nữa. Nhìn chung thì là một giải đấu mang tính chất là phong trào thôi, và còn giải đấu chất lượng cao nhất thì chúng ta phải chờ đến ngày 13 tháng 4 khi mà giải đấu A1 toàn quốc năm 2024 sẽ khởi tranh ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chính xác ở thành phố Vũng Tàu đấy, ở khách sạn Kiều Anh đấy. Và lúc đó chúng ta sẽ biết được ai sẽ là những người giành huy chương của giải A1 toàn quốc. Thì năm trước là danh thủ Nguyễn Thành Bảo đã giành được huy chương vàng vô địch của nội dung cờ tiêu chuẩn Kỳ Vương Việt Nam 2023. Năm 2024 thì chưa biết thế nào cả. Nhìn ván này là ván cờ mà Hàm Tiến đang cực kỳ nỗ lực sang sông này. Đấy, Hàm Tiến đang đánh ở trạng thái là đang cửa tử đánh lên, vì đã thua trước hai trận rồi. Như vậy là buộc lòng phải thắng trận này và phải thắng đậm cơ. Chứ còn nếu thắng tỷ số 8-6, 8-7 thì coi như vứt đi. 8-5 cũng có bị loại anh em nhé. Và chỉ có thể là 8-4 thì vớt vát được cơ hội đánh tay đôi với cả Đỗ Quốc Việt thôi. Xin đã cảm ơn các khán giả, các mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình ạ. Đấy, cảm ơn các mạnh thường quân đã tài trợ chính cho giải đấu Thập Lục Anh Hào năm nay, như là Mr. Nguyễn Văn Châu, Mr. Của Hai Văn Đờ Sa, Mr. Phạm Mai, công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Thép Hiền Vượng ở thành phố Nam Định. Rồi trong quá trình thi đấu thì từ ngày 1 tháng 3 giờ chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự yêu mến trao thưởng bên lề của các khán giả, các mạnh thường quân. Cụ thể là Mr. Nguyễn Văn Châu là có ủng hộ cho phần quà mini game 31 trận của giải đấu, rồi trao thưởng cho vận động viên 2M là đến hết ngày 31 tháng 3 mà kênh sóng Câu lạc bộ Thành Nam Việt Nam đạt được 10.000 sub, và tặng toàn bộ chi phí tiệc liên hoan và tổ chức giải mini offline ở Nam Định. Mr. Út gọi cả bên Vân thì ủng hộ cho hai kỳ thủ là Trịnh Hồ Quang Vũ và Nguyễn Anh Mẫn, nếu vượt qua vòng bảng sẽ tặng 1M kênh 3 ly, lấy vô địch tặng 4M kênh 5 ly, và ủng hộ thêm cho hai kỳ thủ là Phan Anh Giản là một chiều lấy vô địch tặng 2M. Đấy, Mr. Pha Mai ủng hộ kỳ thủ Tùng Con vô địch tặng 3M, Mr. Hoàng Văn Sơn ủng hộ cho kỳ thủ Tùng Con vô địch tặng 1M và chung kết tặng 5 ly, và ủng hộ bình luận viên một kèo 500k nhà đoán nhà vô địch. Và Mr. Văn Chiến Đinh thì ủng hộ cho bình luận viên kèo dự đoán 500k. Mr. Dicky Nguyễn trao thưởng theo lượng sắp từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3.
Mít Xuân Lương ủng hộ đội kỳ thủ Trần Văn Duy vô địch tặng 1M, huấn luyện viên 500k. Mr 123 đi đầu xa ủng hộ đội kỳ thủ Võ Minh Nhất vô địch tặng 5M, huấn luyện viên 1M. Mr La Thành ủng hộ cho hai kỳ thủ Trần Văn Duy, Đinh Quang Hưng vô địch tặng 1M, canh 5 ly. Mr Huy Nguyễn ủng hộ cho kỳ thủ Nguyễn Đồng Thanh vô địch tặng 1M. Mr Blend trao thưởng cho anh Trần Đức Bình, cứ thắng một kỳ thủ phải nhận phần quà 1M và vào chung kết tặng 5M. Mr Sàn Đình Kỳ Đạo thì ủng hộ kỳ thủ Trần Đức Bình vô địch tặng 2M. Mr Kurolan trao thưởng 1M cho kênh YouTube Thành Nam Việt Nam đều hết giải đấu và đặt mốc 1000 sắp. Và Mr Lên Ngũ Hành cũng ủng hộ 1M cho kỳ thủ Nguyễn Anh Mẫn nếu vô địch giải đấu này. Đấy, rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà tài trợ đã ủng hộ trao thưởng và giúp cho giải đấu trở lên hấp dẫn, lôi cuốn và chất lượng hơn. Và đến đây thì là bên anh Triệu Tà đang rất là nỗ lực để ghi bàn thắng thứ hai đây. Đấy, mục tiêu của anh Triệu Tà là nếu mà thắng được thì càng tốt, còn không thì cần chạm được 6 điểm thôi là giành quyền lọt vào vòng thi đấu tứ kết rồi. Đấy, hôm nay có 5 kỳ thủ đã đi tiếp rồi. Đó là bảng A là Hứa Quang Minh, Trịnh Hồ Quang Vũ, bảng B là Trần Văn Duy, Đinh Quang Hưng, bảng C là Trần Đức Bình. Thì sau khi có đầy đủ danh sách nhất nhì của 8 bảng, 4 bảng ABCD, chúng tôi sẽ tiến hành chương trình bốc thăm trực tiếp, chia 4 cặp đấu và sau đó lên lịch để tổ chức các trận thi đấu tứ kết. Thì mời các bạn chú ý đón xem. Đấy, và đây là ván cờ mà kỳ thủ cầm quân đen đang rất là khó khăn này. Hà Văn Tiến phải nỗ lực thắng với tỷ số đậm đà. Và ván trước thì đã để thua rồi. À, tỷ số đang là 1-1 rồi. Tối nay là trận đấu giữa hai cao thủ họ Trần, song Trần đại chiến đấy. Và vua cúp Trần Văn Duy của Bến Tre với cả kỳ vương xứ Thanh Trần Hữu Huỳnh. Đấy, thì mời các bạn là đón xem. À, chúng ta hãy xem ở bảng C lúc này thì tình hình sẽ như thế nào đây. Và không biết ai sẽ là người giành được thắng lợi trong cái cuộc tỷ thí này đây. Và cuộc đối đầu của hai kỳ thủ là Hà Văn Tiến và Bùi Chu Triều đang đến hồi hay nhất, hấp dẫn. Và anh Triệu Tà sau khi vô địch được giải cấu Bắc Ninh mở rộng trở về là rất tự tin. Đấy, đấy là một trong giải đấu phải nói là vô cùng thành công trong cái lần ra Bắc của anh Triệu Tà. Đấy, còn Hà Văn Tiến thì cũng đã thâu tóm được hai danh hiệu vô địch của hai đầu Nam Bắc đất nước rồi, ở hai thành phố lớn, các trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế nổi tiếng của miền Bắc, miền Nam, đó là Kỳ Vương Sài Thành và Kỳ Vương Hà Thành. Vậy, lúc này thì anh Triều đã bình xe vào rồi để chuẩn bị là tư thế là ăn tượng đối phương này. Đấy, là chủ ván này là Tiến cũng đang cố gắng hết sức vì Tiến còn hai lắp để quay. Nếu mà Tiến mà quay trúng được xe thì Tiến khả năng sẽ thắng được ván này. Nói chung là bây giờ là cả xác suất mở xe là 50-50 thôi. À, các kỳ thủ đang chơi trên nền tảng chơi cờ là Thiết Thiện Kỳ các bạn nhé. Nhưng đây không phải là software cờ tướng đâu. Đây là một cái nền tảng, một cái app chơi cờ nổi tiếng của Trung Quốc có từ những năm 2016 cơ. Đấy. Và năm 2017 họ đã từng tổ chức một giải cúp quốc tế Tam Á Bôi rất là nổi tiếng với chức vô địch lên đến 700 triệu cơ. Năm đó thì Hà Văn Tiến cũng lên đường tham gia giải đấu đó và đứng thứ tư. Đấy, thua kỳ thủ Hứa Quốc Nghĩa ở bán kết và kỳ thủ Quốc Hứa Quốc Nghĩa sau đó đã giành chức vô địch. Đấy, đấy là danh thủ cờ tướng cả cờ úp nổi tiếng của tỉnh Quảng Đông. Đấy, đến đây chúng ta xem chỗ này thì là bên đen đi đâu. Đấy, đương nhiên thì là nhiệm vụ mà thắng anh Triều không phải dễ mà còn thắng với cách biệt lên đến 4 bàn là không hề đơn giản. Chung là theo quan điểm của tôi, cái tỷ số mà Hà Tiến cần phải nghĩ đến và thiết thực nhất là tỷ số 8-4. Như vậy là Hà Tiến đã quay được con xe anh em ạ. Như vậy Hà Tiến đã chơi một lức cờ phải nói là rất máu lửa và sẵn sàng một đi không trở lại và xe 1 tấn 7 là xe luôn. Như vậy là quay xe giả là quay xe thật đã làm cho Hà Tiến đã có cơ hội để thắng được game đấu này rồi. Và như vậy là danh thủ trẻ sinh năm 1997 của đội tuyển Bình Phước ấy đang trở lại ở ván đấu thứ 3. Hà Văn Tiến đang rất mong muốn để thắng anh Triều vì đây là cái cơ hội cuối cùng rồi, cánh cửa đã được mở ra, mặc dù nó hẹp nhưng còn hy vọng. Đấy, có câu là còn sống là còn hy vọng, vì vậy là buộc Hà Văn Tiến phải cố gắng thắng anh Triều Tà và đậm đà trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, Hà Văn Tiến còn đang tham gia giải Kỳ Vương đất Bắc vào buổi tối nữa. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng cố gắng làm sao và tạo mọi điều kiện cho kỳ thủ thi đấu mà không bị chồng chéo hoặc bị vướng lịch, thì mong các bạn rất là thông cảm. Vì giải online nó không giống như giải offline là lịch trình nó cố định mà nó sẽ thay đổi một cách linh hoạt. Đấy, chúng ta hãy chờ xem là sang đến tháng 4 sẽ thế nào. Như vậy anh Triều Tà đã xin thua ở ván đấu thứ hai rồi và tỷ số được nâng lên cho Hà Văn Tiến, lúc này là 2-1 rồi và kinh thành thí hiệp đang trở lại đây. Và kèo này là kèo chạm 8 các bạn nhé. Nếu mà hòa 8 đều thì mỗi kỳ thủ được có 1 điểm thôi. Còn nếu như mà ai mà chạm 8 trước thì nó sẽ giành được 3 điểm. Đấy, lúc này là bảng C đang có tình huống là một kỳ thủ được 9 điểm rồi. Như vậy ván này là ván cờ anh Triệu Tà mở quân sau đây nhưng mà lại mở được xe trước đây.
Vâng, đi được cờ pháo 8 tấn 4 khống Hà đặt lộ rất là kinh khủng. Vâng, pháo 8 tấn 3. Như vậy lúc này thì Tiến đã phải mở mã 8 tấn 7 lên rồi, sợ đối phương là vật pháo vương. Như vậy là chưa kịp vật thì bên kỳ thủ cầm quân đen đã phóng pháo tiếp lên để đè cây rồi. Lối đánh của anh Triều là lối đánh rất là dữ dằn và sắc sảo. Và anh ấy có khả năng tấn công một cách ào ạt trong thời điểm tiếp theo. Và ván này là ván cờ Hàn Tiến lại bị kém phân hơn so với anh Triều trong giai đoạn khai cuộc đây. Ván trước là một ván cờ quay cây phải nói là khá là hên xui của cả Hà Văn Tiến lẫn anh Triều ta. Thì Hà Tiến đã may mắn hơn và nó giành thắng lợi ở những phút cuối. Đấy, ván này thì là anh Triều ta đang cố gắng để gỡ hòa đây. Đấy, như tôi đã nói rồi, mục tiêu anh Triều ta chỉ cần là chạm 6 điểm thôi. Trong trận tỷ thí chạm 8 này đối với Hà Văn Tiến thôi là đã giành vé đi tiếp và vào tứ kết. Đấy, với việc là hơn hệ số so với hai kỳ thủ là Đỗ Quốc Việt với cả Hà Văn Tiến. Còn Hà Văn Tiến thì buộc phải thắng với tỷ số đậm đà 8-0, 8-1, 8-2, 8-3 và kể cả là 8-4 cũng được. Vâng, chào chú Quán nghe, chào anh Quang Hà Nam, xin chào bạn Hoàng Hưng Quang. Vâng, xin chào bạn Quang Phạm, chào bạn Thiên Nguyễn, chào tất cả các bạn. Thì các bạn cứ tham gia chương trình mini game dự đoán của ngày hôm nay đến hết khi có một kỳ thủ chạm 4 đi. Mà bắt đầu từ chương trình ngày mai thì chúng tôi sẽ điều chỉnh lại cái mini game đó cho sao hợp lý để tránh tình trạng là đang lạm dụng chương trình săn giải thưởng mà không tạo điều kiện cho các kỳ thủ, các khán giả khác có thể là có điều kiện để tham gia tốt hơn. Đấy. Nói chung là cũng sẽ phải có những cái phương án nào đó để có những cái mini game nó tốt nhất mà hỗ trợ cho anh em. Như vậy lúc này thì Hàn Tiến đã quay mã 2 tấn 3 là xe rồi. Và Hà Văn Tiến cũng giống như anh Triều Tà đều đã được một lắp của nhau. Và đội hình của hai bên lúc này là khá nhiều xe pháo mã đây. Bên anh Triều là 4 quân chiến, xe pháo 2 mã. Bên Hà Văn Tiến cũng vậy, cũng xe mã 2 pháo. Và đây là một hình cờ mà có vẻ như là Tiến vẫn đang bất lợi hơn so với anh Triều. Anh Triều đã có pháo đầu đóng chặt rồi. Và đang rất là thuận lợi trên cái bước đường có thể là ghi bàn và gỡ hòa với tỷ số 2 đều đây. Hôm nay là một ngày mà thi đấu rất nhiều những chương trình cứu hút các bạn nhé. Cả online, offline, các ngôi sao cờ tướng cứu hút đều xuất hiện liên tục. Thì mời các bạn là cùng với các kênh sóng đồng hành. Bởi vì giờ thì cứu hút nó cũng đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển chung của bộ môn cờ đấy. Cứu hút bây giờ là rất đông anh em chơi. Ở các câu lạc bộ là lượng người chơi cứu hút còn đông đảo và sôi động hơn nhiều so với các chương trình thi đấu cờ sáng. Như vậy lúc này thì là hai bên đều đã quay được xe rồi. Và anh Triều đã quay mã lên là xe và Hà Văn Tiến cũng đã phi tượng biên lên là xe luôn. Nói chung là hình này là hình cờ mà Hà Văn Tiến đang phải thủ mặc dù là có đến 5 quân chiến trên mặt nhưng mà cảm giác đội hình của bên đen khỏe hơn. Thấy bên đen đang ở thế tấn công mà lại có tốt sang sông để yểm trợ rồi. Nói chung là cũng khó khăn dành cho danh thủ Hà Văn Tiến trong trận đấu này. Như vậy và một pha trùng xe đến từ anh Triều Tà rồi. Và anh Triều lịch là Triều Triều 1.2 đấy. Còn Hà Văn Tiến với lịch là Hà Văn Tiến 9.3. Như vậy là đến đây chúng ta xem tiếp đây. Pháo 8 tấn 4 là tốt rồi. Và một pha chạy xe qua chiếm hai lộ. Nói chung là do anh Triều nhìn thấy là cánh phải của bên Hà Văn Tiến đang rất là mỏng cho nên là muốn tập trung bắn pháo ở vị trí đó và nó lắc con xe ở phía trên sang lộ 6 ngay, sau đó có thể thừa cơ hội để tiếp tục trùng xe. Và mà đây là ván cờ đang khó mà rất mệt mỏi dành cho Hàn Tiến ở game đấu thứ thứ tư này. Đấy, tỷ số ngoài đang là 2-1 rồi. Đấy, thông báo các bạn tỷ số ngoài đang 2-1 game về Hàn Tiến rồi. Và có đặc điểm là các kỳ thủ đi tiền đều đã thua trong cái ván các ván đấu vừa qua. Như vậy là pháo 2 tấn 4 rồi. Và pháo 2 tấn 4 là tốt. Và pháo 2 tấn 4 là tốt rồi.
danh thủ Triệu Tà đang cố gắng nỗ lực để ghi bàn này. Bởi vì danh thủ Triệu Tà chỉ cần là chạm 6 điểm thôi là đã giành vé để lọt vào vòng tứ thiều tứ kết. Và rất là sương sọ. Tiến thì bắt buộc phải thắng mà phải thắng đậm luôn đấy, chứ còn thắng nhạt thì lại không ăn thua. Thắng mà cách biệt ít bàn thì không ăn thua. Mà chỉ có một con đường duy nhất là phải thắng đậm đà đối phương. Thì lúc đó thì Hàn Tiến mới có thể lách qua cửa hẹp với việc là hơn hệ số phụ đối với cả hai kỳ thủ là Đỗ Quốc Việt và anh Triều Tà. Này, chúng ta xem là liệu Hàn Tiến có thực hiện được những cái cú lội ngược dòng lách qua cửa hẹp cực kỳ ngoạn mục hay không. Như vậy Hàn Tiến bây giờ có thể vật pháo sang pháo được không anh em? Vâng, vật pháo sang pháo để có thể là tiêu diệt pháo đầu đi. Vâng, ván cờ đến đây Hà Văn Tiến đang rất nỗ lực để ghi bàn đây. Nếu Hà Văn Tiến mà vượt lên cái dẫn với tỷ số độc động này là rất nguy hiểm cho anh Triều ấy. À, anh Triều sẽ còn phải nỗ lực hơn rất là nhiều. Đấy, chứ không thể là đơn giản là có thể là dễ dàng là ghi tên mình vòng sau đâu. Đấy, anh Triều thì lắm quyền tự quyết cũng sáng hơn so với hai kỳ thủ đấy. Như vậy lúc này Hàn Tiến đã hóa giải được thế pháo đầu đóng chặt rồi mà lại có sĩ thật rồi. Mà cuộc chiến nó đang diễn ra cực kỳ là hồi hộp. Đấy, Hà Văn Tiến và anh Triều Tà đã từng gặp nhau khá nhiều. Trong hai trận đấu gần đây nhất thì anh Triều đều đã giành thắng lợi ở thể thức thi đấu 10 phút 5 giây. Một trận thắng tỷ số là 7-4 ở Hà Nội, một trận thắng tỷ số 3-1 ở Bắc Linh các bạn nhé. Còn đây là thể thức cần chớp, thể thức này là thể thức mà hai bên cũng đã tham gia giải Kỳ Vương Hà Thành. Nhưng mà danh thủ Triều Tà đã ngã ngựa trước kỳ thủ Dũng Lào Cai. Còn bạn Hà Văn Tiến thì bạn ấy đã đi tiếp và đã giành chức vô địch một cách cực kỳ xứng đáng khi mà thắng một lèo đến 7 trận đấu. Và bây giờ chúng ta hãy xem là liệu rằng là danh thủ Triều Tà có thể là hóa giải được cái thế phản công của Hàn Tiến hay không. Trận đấu này đang rất là hay. Nhưng mà bên đen là mã 5 tấn 4 rồi. Và chúng ta hãy xem là bên đỏ đi đâu. Đang dọn lướt chiếu cục đấy. Chắc chắn là bên đỏ phải người ta phải bình xe vào hoặc là người ta phải đi lướt cờ lên mã đây. Như vậy là về sĩ em ạ. Ô, về sĩ nhảy mã chiếu cục ngay à? Ô, sao ảo thế nhở? Không, nhầm. Con sĩ này con sĩ úp chứ không phải con sĩ thật. Nhầm. Mình đúng là cờ trình độ lông gà lông vịt. Và tôi lại cứ tưởng là con sĩ này về là con mã nhảy 4 tấn 3 là thua ngay. Hóa ra con sĩ này con sĩ cờ úp. À, nó có thể là nhảy lên lộ 7 được, chưa thua anh em ạ. Và Hà Văn Tiến đang đỡ rất ghê gớm anh em nhé. Và cào, mà đỡ lướt cào thật. Và mình cũng không nghĩ là lướt về con sĩ đâu. Và mình chưa hình dung ra được. Đúng là con sĩ cờ úp. Và mình bị ảo sang cờ ngửa đấy bạn Duy Nguyễn. Và chào bạn Nguyễn Đức Hà. Chào Thiên Nguyễn. Chào Lê Phạm Tuấn. Chào bạn Hoàng Hưng Quang, anh Quang Hà Nam. Chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Như vậy là ván này là ván cờ đang rất là hay đây anh em. Và bây giờ có thể đâm xe chiếu để đấu xe được không? Nhưng mà đấu xe như vậy người ta sẽ xuất tướng cái lại thành ra rất là mệt mỏi. Chắc là Hoàn Tiến sẽ chuyển xe rồi. Tôi đoán là Hoàn Tiến sẽ chuyển xe. Bởi vì con tượng chiến của anh Triều Tà lúc này là chưa lên được. Và con tượng chiến là chưa lên được. Cho nên là Hoàn Tiến có thể nghĩ đến phương án là chuyển xe. Đấy, trận đấu này đang diễn ra rất là hay. Như vậy là chuyển xe rồi. Chuyển làn khói độc anh em ạ. Chuyển làn khói độc để chuẩn bị đâm xe, để đấu xe, để hóa giải bớt cái nguy cơ hai xe một mã một tốt đầu của bên đối phương. Mà may cho Tiến là con tự chiến của bên anh Triều là chưa lên được đấy. Còn nếu mà lên được là cũng nguy hiểm lắm. Đấy, trận đấu này đang diễn ra rất là hay. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Hàn Tiến. Và anh Triều đi tiên thua Hàn Tiến ở ván 1, Tiến đi tiên thua ở ván 2 và anh Triều lại tiếp tục đi tiên thua ở ván 3. Cái ván này theo lý thuyết là Hàn Tiến thua đấy. Nhưng mà thực tế thì chưa, thực tế đang tươi luôn. Đấy, không biết là Hàn Tiến có thể nâng tỷ số lên 3-1 hay là sẽ là một tỷ số 2 đều và vừa đủ dành anh Triều hay không. Anh Triều anh chỉ cần lên được 6 điểm thôi, không cần lên nhiều. Và không cần phải mơ ước nhiều anh em ạ, rất giản dị và nhẹ nhàng. Chào bạn Lữ Hải Long. Đúng rồi. Mình là cờ úp là mình hơi yếu cho nên là mình hay nhìn lúc tung. Và mình cứ nghĩ rằng là cái con mã nó nhảy một phát cái là xong phim luôn. Nhưng ai ngờ rằng là con sĩ lăn lên được. Đấy, ngày xưa là đánh cờ úp là hay bị quả có hai con sĩ xong bị đối phương chọc pháo chiếu ấy. Mình buông cờ luôn. Thực ra là cái con sĩ 4 hoặc là con sĩ 6 của mình có thể phi lên lộ 7 hoặc lộ 3. Vẫn không bị đánh tránh cục. Đấy, thành ra là đánh cờ úp là hơi 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 hơi
hơi khác với cờ cờ sáng một tí tí anh em nhé. À, ván này là ván cờ đang rất là hay đây. À, một ván cờ đang rất là hay và hấp dẫn giữa hai cao thủ, hai idol của Úc, thần tượng Úc ở hai miền đất nước, đều là những kỳ thủ mà đã ngang dọc khắp nơi rồi, mà Nam Chinh Bắc Chiến rồi, Đông Tẩu Tây Bôn rồi, và họ đã vô địch rất nhiều những giải của Úc trong những năm gần đây. Đấy, đặc biệt là Hàn Tiến, Hàn Tiến đã vô địch rất nhiều giải lớn, những giải đấu là mà tiền thưởng lớn là Hàn Tiến đánh tập trung là cái tỷ lệ vô địch là tương đối cao đấy. Và chào anh Đỗ Thành Vinh ạ. Đấy, hôm trước cũng gặp anh Vinh cả Thảo Tiến ở trên kênh à của trên giải Bắc Linh đấy, anh Vinh cũng lọt vào vòng thi đấu thứ hai, vượt qua bạn Hải Ưu Len trong một trận đấu cũng rất là tuyệt vời và đã giành được giải thưởng khuyến khích tập top 16. Như vậy là Hán Tiến đã lên sĩ anh em ạ, để củng cố trận địa trước, sau đó là phản công sau. Trận ngoài hàng rất sôi động, chưa biết thế nào cả. Hà Văn Tiến vẫn đang dập dìu xe phong mã. À vâng, anh Vinh cũng đi nước cờ cũng hay anh Vinh ạ. Tấn pháo bắt xe, nếu mà xe ăn tốt thì đâm pháo chiếu anh em nhỉ. À, cũng hay đấy. À, nói chung là đoạn vừa rồi và như anh Đỗ Thành Vinh có bình luận là em nghĩ là hợp lý. Vâng, Tiến pháo bắt cắt xe sau đó là có thể vật tốt đầu được đúng không? Tiến đang đánh theo hướng khác. Hàm Tiến đang đánh theo một hướng rất là khác. Nếu bây giờ mà đối phương mà bình xe mà chói pháo nhá là sẽ bị vật pháo vào đầu hay đấy. Và bây giờ nếu như mà anh Triệu Tà mà đi lướt xe 6 bình 9 ấy, là sẽ bị lướt cờ pháo 1 bình 5 vật vào tốt đầu ngay đấy. Và ông nếu ăn xe tôi đâm xe chiếu cục ngay mà ông không đi chạy, ông chạy đi đâu thì lúc đó là ăn được con tốt là ngon lắm anh em ạ. Vâng, chào bạn Thanh Thế, chào chú Phạm Đức Minh, chào Quân Trần, chào bạn Nguyễn Thế Dũng, xin chào bạn Vu Lô Một. Chỗ đấy làm sao mà sót được, nếu mà bạn mà đâm pháo người ta ăn xe ra ngay, bởi vì người ta có con xe ở đáy, con xe ở phía trên nó ở lộ 6 kìa. Và đây là hai cao thủ người ta công thủ toàn diện lắm các bạn. Các bạn nên nhớ đây là những cao thủ hàng đầu của làng cờ Úc Việt Nam nhé, chứ không phải là những tay mơ. Và họ vừa vô địch hai giải đấu lớn với tiền thưởng rất là cao, như là Hám Tiến là vô địch giải Kỳ Vương Hà Thành thì với phần thưởng là 48 triệu, còn anh Triều Tà là vô địch giải Kỳ Vương Bắc Linh thì là anh ấy sẽ nhận ít nhất, nếu mà tôi nhớ, nếu mà theo như thông báo đấy và phản hồi ấy, đấy mấy cả trao đổi ấy thì là anh Triều Tà là sẽ nhận ít nhất khoảng 55 triệu đấy, bởi vì là vẫn còn một vài những mạnh thường quân khác để chưa trao thưởng đấy, còn cụ thể lúc này thì là có thể là lên được là con số 55 triệu rồi tầm đấy. À, Lân xem loại đoạn đấy là không cần bình ra. Ờ à, đúng rồi, tức là cái lúc mà con xe ăn qua tốt rồi anh, con xe ăn qua tốt, con xe ăn qua tốt đâm pháo chiếu ăn ra là bị đâm pháo chiếu là thuộc. Ok anh Quang Hà Nam ạ. Như lúc đấy là có thể là không cần chạy xe ra căn pháo nhỉ, mà là đâm một phát, bởi vì là bên đỏ đang có một cặp xe trùng mà, có một cặp xe trùng lộ 3. Tiến đánh cái này là rất là chắc tay đấy, và hàng Tiến đánh kiểu này là rất là chắc tay. Đúng rồi, hai xe đang trùng lộ 3. Và ok bạn là thành thạo thành thế, mình nhìn thôi. Có lẽ là do Tiến cũng bị sót nước cờ. Vì đây là cờ chớp. Thực ra mà nói là trên mạng online này cờ chớp 5 phút 5 giây ấy, nó tương đương như kiểu 5 phút 2 giây ngoài đời. Đấy. Bởi vì đánh trên mạng này nó rất là khó khống chế được cục diện mà khó khống chế được cái tốc độ đi cờ như theo ý mình. Đấy, cái quan trọng như vậy. Còn nếu đánh ở ngoài đời 5 phút 2 giây ấy, nó người ta đi phong phong được, người ta có thể là chiếu chiếu mấy cái để câu giờ. Chứ đánh ở trên mạng này là một lượt đi tốn mấy mấy giây đấy, chứ không như là quánh đời đợi thực đâu, cho nên là các kỳ thủ rất cẩn thận kinh nghiệm, không là bị rụng kim ngay. Đấy, ván này là ván cờ theo quan điểm của bình luận viên sẽ lại khó khăn cho anh Triều đây. Đấy, anh Triều cũng đã quay được pháo rồi, tuy nhiên thì bên đỏ đang dựng rực thế tấn công rồi, mà Tiến cũng là kỳ thủ mà có trình độ cờ sáng thì phải nói là hàng quốc thủ rồi các bạn, và đánh rất là chuẩn mực luôn. Đấy, ván này chúng ta hãy xem là đến thời điểm này thì danh thủ cầm quân đen đi đâu. Như vậy là bên đỏ đã lao xe xuống đáy để chuẩn bị nhảy mã 5 tấn 7 đây, và bây giờ buộc phải chạy xe sang lộ 4 rồi. Và bây giờ người ta sẽ đi lướt cờ nào đây anh em, tấn xe bắt xe được không, tấn xe bắt xe được không các bạn, xong rồi chui xe vào đầu được không. Ví dụ đi lướt cờ xe 1 tấn 1 được không các bạn nhỉ, xe 1 tấn 1 để bắt xe. Theo quan điểm của tôi có thể đi xe 1 tấn 1 bắt xe, sau đó là chui xe 1 bình 5 đấy, sau đó là giả vờ đánh nước đờ xuyên tâm đấy.
Nhưng mà đầu tiên đã đi nước cờ xe 1 tấn 1 rồi. Đấy, đang bắt xe anh em nhé, buộc con xe này phải chạy. Và con xe này mà chạy thì sẽ bị nước cờ chui xe vào đầu anh em ạ. Chui xe vào đầu. Anh ra, như vậy là anh Triều cũng nhìn ra nước cờ này rồi. Và giờ chúng ta xem mà Hàn Tiến sẽ đánh kiểu gì đây. Chui xe vào đầu được không? Chui xe vào đầu để dọa là ăn về tốt. Phang luôn pháo đây anh em ạ. Và đánh rất đơn giản. Để sau này đổi đổi quân vào chuyển tàn ưu thế lớn. Và ván đấu này vẫn đang hay quá. Úi giời, một gương bắt xe tiếp cao quá anh em ạ, cao quá. Nếu bắt xe tôi sẽ rút xi lanh đi nước mã 6 thoái 7 là cục ngay. Như vậy anh Triều đã xin thua sau một những nước cờ sát công phải nói là cực bén của Hà Văn Tiến rồi. Và tỷ số đã là 3-1 nghiêng về Idol Tiến rồi. Khủng long bạo chúa vẫn là một cái gì đó ghê gớm đối với cả đồng đạo võ lâm ấy. Và có những cái khả năng mức độ gọi là sát thương của nó là kinh khủng. Như vậy ván đấu thứ 5 bắt đầu. Đấy, Hà Văn Tiến đã dẫn với tỷ số là 3-1 anh em nhé. Ui dồi ôi. 3-1 rồi, có nghĩa là con đường vào tứ kết bắt đầu trở lên nó rộng rãi, nó thênh thang hơn so với cái thời điểm trước rồi. Và bây giờ thì anh Triều là phải đi đâu? Anh Triều là phải cố gắng ghi 5 bàn nữa. Còn Tiến bây giờ cũng ghi 5 bàn nữa à? Đúng nhỉ? Tiến 3-1 rồi thì chạm 8 là 5 bàn gì nữa. Như vậy là bây giờ là cơ hội lại chia đều cho anh Triều với cả Hán Tiến đây. Và bạn Đỗ Quốc Việt thì bị động hơn, bạn Đỗ Quốc Việt phải chờ tỷ số. Là phải chờ Hán Tiến thắng 8-4, 8-5 thì bạn Việt mới có thể là có hy vọng vào tứ kết được. Đấy, như vậy là ván này anh Triều đã mở được xe ngon rồi đấy. Ván rồi Tiến đỡ ván rất là cao anh em, rất là hay. Trình độ các kỳ thủ thì thực sự là quá tuyệt vời luôn. Như ván này anh Triều có vẻ đã đổi chỗ ngồi để lấy phong thủy đây. Và một đội viên mà rắn bảo là cực kỳ lão luyện, và cực kỳ lão luyện. Và chỉ cần thấy ra quân sân xấu một tí này là anh Triều anh Bình là hay đổi 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 vị trí chỗ ngồi, thậm chí là thay áo để cho nó đỏ hơn. Anh Trần Hữu Bình cũng sẽ tối nay xuất hiện, và lối cờ của anh Bình cũng là một lối cờ cực kỳ đáng xem. Thì mời các bạn sẽ xem một trận thi đấu giữa anh Trần Hữu Bình đấy và danh thủ Trần Văn Duy hoặc Duy Bến Tre đấy, Duy thầy giáo. Nhà ván này là ván anh Triều đang ưu thế phần khai cuộc đây, chúng ta hãy xem là ván đấu sẽ như thế nào. Đấy, tối mai thì giải thi đấu cờ úp Thống Lĩnh Hào sẽ trở lại vào lúc 19:30. Tối mai cũng là một trận đấu tranh vé trực tiếp giữa hai kỳ thủ bảng D đấy, Nguyễn Anh Mẫn của Đà Nẵng và Nguyễn Văn Dũng của Lào Cai. Còn là tối hôm sau nữa sẽ là trận đấu quyết định tiếp theo của bảng D giữa hai kỳ thủ, đó là Nguyễn Thanh Tùng con của Hà Nội và kỳ thủ Phát Anh Giản của Hội An. Đấy, mời các bạn là chú ý đón xem. Nhà ván này là ván cờ đang tranh vé đang cực kỳ lẩy lửa và kịch tính này. Và đây là tranh vé vào tứ kết thôi, đúng cái bảng đấu này đúng là bảng đấu tử thần nó khác. Và bảng đấu rất tê ra ghê luôn của cả đôi bên. Và bảng đấu phải nói cực kỳ tê ra ghê luôn. Thì ván này là ván có vẻ là ưu lớn thành anh Triều rồi. Anh Triều lại quay được con pháo dương đến hàng 700-800 điểm. Khó cho Tiến ván này. Đấy, đây là lượt trận cuối cùng của bảng C đấy. Trận này sẽ hạ màn đóng khung bảng C. Đã có 5 kỳ thủ. Xin thông báo các bạn đã có 5 kỳ thủ đã giành vé đi tiếp vào tứ kết rồi. Bảng A đó là Hứa Quang Minh, Trịnh Hồ Quang Vĩ. Bảng B đó là Trần Văn Duy và Đinh Quang Hưng. Và bảng C đó là Trần Hữu Bình. Đấy, và một người thắng, một người đi tiếp sau cái buổi chiều hôm nay. Và ván đấu này đang quá hay luôn. Và bên đỏ đã lợi dụng đường công bình pháo và lao mã tới rồi với tốc độ kinh hồn luôn. Và đang dọa lức cờ đó là mã 4 tấn 6 là cục ngay. Và Hà Văn Tiến buộc phải đi lức cờ tiếp theo đó là giật xe về đáy. Đúng rồi, anh Triều là ưu thế hơn khá nhiều là vì anh Triều là chỉ cần chạm 6 thôi. Xin chào em Ngô Văn Xuân nhé. Chúc mừng Ngô Xuân hôm nọ đã giành được giải tư tứ kết bán kết lọt vào bán kết của giải thi đấu cờ úp Kỳ Vương Hà Thành 2024 đấy, tổ chức kỳ hữu. Đấy, cái hai giải đấu vừa rồi cũng có ngựa ô. Giải Kỳ Vương Hà Thành đó là ngựa ô Ngô Văn Xuân, còn giải Kỳ Vương xứ Kinh Bắc có đến hai ngựa ô luôn. Nguyễn Đình Quỳnh của Từ Sơn và Trương Văn Thi của Phúc Yên. Nhưng mà lúc này thì là Hán Tiến quay cây liên tục rồi. Trong khi đó thì anh Triều có vẻ khá nhởn nhơ và đã quay liên tục được các nước cờ rất chất lượng. Và cả pháo cả mã luôn, ghê quá. Và này là ván cờ Hán Tiến đang lép khá khá lớn, khá nhiều. Đấy, theo quan điểm của tôi thì tỷ số rất dễ được rút ngắn xuống còn là 3-2. Có vẻ là đang đau đầu dành cho danh thủ Triều Tà ở game đấu này. Quên xin danh thủ Hán Tiến ở game đấu này. Trận thi đấu đang đến hồi gọi là cay cấn nhất đây. Đấy, mời các bạn chú ý đón xem. 19:30 tối nay chúng ta sẽ xem một trận thi đấu loại tay đôi và một trận phân tài cao thấp
đánh trực tiếp luôn ở Sài Gòn đấy, giữa hai cao thủ là Trần Hữu Bình với cả Trần Văn Duy đấy. Anh Trần Hữu Bình đợt này đang càn quét ở các tụ điểm, các quán cờ, các câu lạc bộ ở Sài Gòn, thắng liên tục và các trận thi đấu tay đôi, và đó là rất tuyệt vời và hay đấy. Còn bạn Trần Văn Duy cũng vừa vô địch giải thi đấu Nhất Kiếm Định Giang Sơn trên kênh Cờ Tướng Video xong. Chúng ta hãy chờ xem là hai cầu thủ sẽ đánh như thế nào đây. Tình hình lúc này đang đang căng rồi, đang hay. Tình hình lúc này đang rất là hay. Như vậy là anh Triều Tà đang lao tới như một tia chớp rồi anh em ạ. Ui giời, lại quay xe các bạn. Vậy là phút cuối cùng Hàn Tiến quay xe. Như vậy là Hàn Tiến đã quay được con xe rồi. Và có cơ hội anh em nhé. Có cơ hội cho Hàn Tiến ở trong cái game đấu này thì Hàn Tiến đã quay được con xe thứ hai. Hai bên là đấu xe rồi. Để vào đây là chúng ta xem là liệu rằng là ai thắng đây. Hà Văn Tiến bây giờ chắc cũng không còn nghĩ đến phương án quay cây nữa, bởi vì đã ra đến 5 cây chiến rồi, bị cấm một lắp, ăn một lắp và còn một hai lắp để mở đấy. Còn lại là anh Triều Tà thì đội hình cũng rất là đông, có cặp Sĩ Giao hai pháo hai mã và còn đến 5 lắp có thể mở được xe. Và đây là ván cờ tiếp theo, là ván cờ thứ 5 đây. Đấy, Hà Văn Tiến đã ghi được liên tục 3 bàn thắng rồi. Không biết là bán này Hàm Tiền có đỡ được không, nhưng mà nhìn đội hình cảm giác nó... Úi dồi, như vậy Chiều Tướng ăn xe anh em ạ, thôi xong rồi. Như vậy là xong cái đau rồi anh em ạ, Chiều Tướng ăn xe là thua luôn anh em ạ. Như vậy là danh thủ Chiều Tà không cần xe cũng thắng anh em nhé. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-3 cho danh thủ Chiều Tà. Và bán tiếp theo là đến được Hàm Tiến đi tiên đây. Đấy, anh Tiều đang tiến những cái mốc phải nói là cực kỳ là chậm rãi và tỉ tê để tiến vào vòng tứ kết. Và anh mới cần 4 game thắng nữa. Còn Hà Văn Tiến thì đã bị mất hai cái mốc 8081 rồi. Và bây giờ chỉ còn 82, 83, 84 thôi. Đấy, còn có 3 cơ hội thôi. Còn đúng 3 cơ hội thôi các bạn ạ. Như vậy là trận này là một trận đấu cũng rất là quyết liệt của cả hai cầu thủ. Hà Văn Tiến đã mở được hai pháo đây. Trong khi anh Triều đã mở được xe sĩ tốt rồi. Trận cờ này đang diễn ra rất là thú vị và hấp dẫn. Và rất mong các bạn sẽ tiếp tục yêu mến, ủng hộ, đồng hành cùng chương trình. Và các bạn có thể ủng hộ cho kênh sóng một cách đơn giản nhất. Đó là đăng ký kênh, và chia sẻ và tặng cho chương trình nút like. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Như vậy là danh thủ Hà Văn Tiến cũng đã mở được quân xe đường biên rồi. Và Hà Văn Tiến đang có hy vọng để trở lại ở ván đấu này. Nói chung là Hà Văn Tiến bây giờ là còn các mốc 82, 83, 84 nữa thôi. Còn 85 thì là bị loại. Đấy, vì vậy là Hà Văn Tiến bây giờ là bắt buộc phải cố hết sức anh em nhé. Bắt buộc phải cố hết sức rồi. Không có sự lựa chọn nào hơn cả. Và trận đấu này đang diễn ra rất là hay đây. Chúng ta hãy chờ xem là trận đấu này sẽ như thế nào. Trận đấu đang rất hấp dẫn và rất thú vị. Và đây là cuộc đua tranh quyết định, quyết liệt đến tấm vé tiếp theo vào
thi đấu tứ kết. Ui xồi, ăn sang này làm tượng anh em ạ, ảo thật. Vâng, ăn sang này làm tượng à, thế mới tê anh em ạ. Hà tiền tính là ăn tới như thế có thể ăn được xe giả đấy, đúng là người tính không bằng trời tính. Ăn sang này làm tượng thế mới gọi là ảo ảo ma và Calada. Vâng, thế mới dị nhân hiệp hiệp khách anh em ạ. Như vậy là Hàn Tiến đã phải ăn xe giả xuống rồi, cũng là tốt rồi, cũng may cho Hàn Tiến ăn xuống là tốt cho nên là vẫn có thể chiến đấu được. Ván này là ván cờ đang rất là ghê gớm của hai bên đây. Ván đấu này là ván đấu diễn ra ở game đấu thứ mấy nhá? Tỷ số đang là 3-2, là game thứ 6 anh em ạ. Game này là game Tiến đi tiên. Cục diện thế này là phải thắng sâu đấy anh em, bởi vì là do Hàn Tiến đã thua mất hai trận ở giai đoạn đầu rồi. Đấy, vì vậy là ở hai hai trận trận đầu ra quân rồi. Trận 1 thua Đỗ Quốc Việt là 4,5 và 8,5 là âm 4 rồi. Trận 2 là thua anh chị Trần Hữu Bình 6,8 là âm 6 ở âm 2 rồi. Thế thành ra là Tiến đã thành âm 6 rồi gì đã, không điểm âm 6. Trong khi đó thì anh Trần Hữu Bình là may, anh Trần Hữu Bình là thắng được 3 trận cho nên là Tiến vẫn còn vớt vát cơ hội. Đấy. Thì là lúc này là anh Trần Hữu Bình là chắc chắn đứng đầu của bảng C rồi, còn ba kỳ thủ kia thì là nếu mà Tiến thắng thì sẽ xuất hiện tình huống ở bảng C là có ba kỳ thủ bằng điểm nhau, có thành tích giống hệt nhau là một thắng và hai thua. Thì lúc đó đo hệ số, thì hệ số đầu tiên tính đến là tổng điểm đối kháng trong nhóm bằng điểm, thì tổng điểm đối kháng họ cũng bằng nhau. Đấy, ví dụ như Tiến gặp anh Triều thì thắng đạt được 3 điểm mà thua Việt không điểm, 3 cộng 0 là 3. Và tương tự là anh Triều thì lại thua Tiến lại thắng Việt, rồi Việt lại là thua anh Triều thắng Tiến, thì coi như hệ số đối kháng của họ, tổng điểm đối kháng của họ là 3 điểm giống hết nhau thôi, vứt đi. Và là tính đến hệ số bàn thắng bàn thua thì Việt lúc này đang là âm 2, mà chốt chốt hạ là âm 2 rồi. Thì nếu mà Tiến mà thắng tỷ số là ví dụ như là 8-3 nhá, thì Tiến sẽ là dương 5 trừ 6 là thành 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 âm 1, thế là vừa đủ để vượt qua Việt. Đấy, còn anh Triều thì đang là dương 1 và anh Triều đang là dương 1 và trừ đi đi 5 là âm 4 là coi anh Triều bị loạn. Như vậy là Tiến sẽ đứng thứ nhì của bảng 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 C. Còn nếu mà thắng 8-4, nếu mà thắng 8-4 thì Tiến là âm 2, còn Việt cũng âm 2, còn anh Triều thì là âm 4 thì anh Triều cũng bị loại, còn Tiến cả Việt bằng điểm nhau bằng hệ số thì phải thi đấu hiệp phụ để tranh vé thôi. Còn nếu mà thắng 8-5 thì Tiến là âm 3, Việt là âm 2, còn anh Triều là âm 2. Như vậy là anh Triều cả Việt sẽ vào thi đấu Black Penalty sút 5 phút 5 giây chặng 3, còn Hà Văn Tiến bị loại. Đấy, tóm lại là anh Triều chỉ cần chạm được 5 điểm thôi là anh Triều là sẽ có cơ hội. 8-5, 8-6, 8-7, 8-8 hoặc là anh Triều thắng thì anh Triều đều có hội để vào vòng tứ kết. Và cảm ơn bạn Tố Hưng Hải, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Và nói chung là cái cục diện này là do anh Bình anh xuất sắc, anh chém ngã cả ba kỳ thủ cho nên là mới thế, tạo điều kiện cho các kỳ thủ khác mới có cơ hội chứ. Chứ nếu như mà anh Thiều anh Bình mà thua một trận chẳng hạn thì Tiến ở hệ số âm 6 là cũng gần như vẫn đi. Đấy, có những cái bảng đấu là chỉ cần hai vòng thôi đã kết thúc được ngã ngũ rồi. Ví dụ như bảng A chẳng hạn, bảng A là hai kỳ thủ đều họ đều thắng được hai trận và vòng cuối họ gặp nhau. Còn hai kỳ thủ không điểm vòng cuối gặp nhau thành ra là cái trận đấu đó không có ý nghĩa. Hay ở bảng B đấy có một trận đấu một kỳ thủ Trần Văn Duy thắng cả hai kỳ thủ là Đinh Quang Hưng với cả Nguyễn Hồng Thanh thì trận cuối gặp anh Võ Minh Nhất và anh Võ Minh Nhất lại còn thua cả hai đối thủ kia rồi. Thế thành ra là chắc chắn 100% là bạn Duy thầy giáo sẽ đứng đầu bảng bảng B và anh Nhất bị loạn. Bởi vì giả sử bạn Duy có thua anh Nhất mà Rắn Nước có thắng được Hồng Hồng Thanh thì Rắn Nước cả Duy đều được 6 điểm. Đấy, thì lúc đó đo hệ số đối kháng thì là chỉ có hai người đối kháng bằng điểm nhau thôi thì là coi như đối đầu. Mà đối đầu là bạn Duy thắng rồi cho nên là bạn Duy kiểu gì cũng sẽ nhất bảng. Đấy, tóm lại là bạn Duy là nhất bảng trước một vòng. Còn anh Nhất bị loại và Rắn Nước hôm qua đã thắng được Hồng Thanh 8-5 và Rắn Nước là người đứng thứ nhì của bảng B. Hãy vào đến vòng đấu này rồi thì chắc chắn là có tiền thưởng anh em ạ. Chắc chắn 100% là có tiền thưởng, thì vấn đề là nhiều hay ít thôi. Như vậy là ván này là ván cờ Hà Văn Tiến đi tiên đây. Tỷ số lúc này thì đang là 3-2 anh em ạ. Và 3-2 rồi. À, như vậy là 3-2 anh em ạ, căng như dây đàn luôn, chưa biết thế nào cả. Và bây giờ thì cơ hội của Tiến bây giờ chỉ còn lại là 8-2, 8-3 và 8-4 thôi. Còn anh Triều thì là 8-5, 8-6, 8-7, 8-8 và thắng lợi là anh vào. Nói chung là cơ hội của anh Triều vẫn nhiều hơn cho Tiến và đứng cuối cùng là Việt. Vì Việt là cực kỳ bị động. Việt chỉ có thể vào tứ kết với điều kiện là thắng Tiến thắng 8-4, 8-5 thì Việt sẽ được đánh cái gì nhỉ? Sẽ được đánh sẽ được đá hiệp phụ đó. Như vậy là 4-2 được chưa anh em? Vâng, 4-2 rồi. Hà Văn Tiến đã đi được nửa chặng đường rồi.
và chúng ta hãy xem. Chính vì vậy là trận đấu đang diễn ra rất là căng là vì vậy. Chứ nếu mà tiến mà bị loại rồi thì trận đấu này nó vô nghĩa quá anh em. À, những cái trận đấu nào chúng tôi quay phát trực và tổ chức đều là những trận đấu còn ý nghĩa thi đấu. Còn những cái trận đấu nào mà nó đã hạ hồi phân giải rồi, nó không ảnh hưởng đến đến tình hình thi đấu của giải, cả bảng đấu nữa thì chúng tôi sẽ xin ý kiến các kỳ thủ và thường là mọi người sẽ không thi đấu nữa. Đấy, chuyện là rất là đơn giản như vậy thôi. À, cũng có một điều nữa mình cũng xin thông báo luôn là lẽ ra ấy, thì cũng có thể tổ chức theo kiểu là ở vòng cuối ấy, là hai trận trong cùng một bảng để tổ chức cùng giờ. Nhưng mà các bạn thông cảm là thứ nhất là không thể làm được điều đó. Bởi vì đây là đánh online mà phải phân chia có một máy quay phát thôi. Chống không như bóng đá có thể tổ chức ở hai sân vận động khác nhau được. Đấy, cờ tướng thì một kênh như một máy quay cả một hệ thống PC thôi thì cũng chỉ lên được một trận trong một thời điểm thôi. Đấy, cho nên là buộc phải tách thành hai trận riêng ra. Đấy, chứ còn như bóng đá là người ta thường là tổ chức là hai trận đá cùng giờ để tránh những vấn đề là dàn xếp hoặc là những trận đấu nó vô thưởng vô phạt kiểu thế. Đấy, nhưng mà tùy từng môn, tùy từng điều kiện thôi. Thế còn các kỳ thủ đều chơi hết mình, rất là cống hiến và trung thực. Giải đấu diễn ra một cách cũng rất là suôn sẻ và hấp dẫn. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân và các nhà tài trợ cũng như là các quý vị khán giả và các kỳ thủ đã tham gia chương trình giải Thông Đỗ Anh Hào. Vâng, chào bạn Bảo Nguyễn, chào tất cả các bạn. Khai cuộc cờ úp thì đương nhiên là mở lắp trên phải hết rồi. Nhưng mà đánh giải người ta toàn phải mở lắp dưới để hạn chế vấn đề đỏ đen, đánh bằng trình độ. À, cứ phải đánh bằng may mắn đâu, còn đánh giang hồ người ta có thể mở trên là chuyện bình thường, chả có ai cấm cả. À, tiền lắp trên nó phải mạnh hơn thôi, tiền lắp dưới nhiều chứ các bạn. Nhưng mà theo các cao thủ được mở càng nhiều lắp thì càng tốt. Livestream song song khó làm đúng không ạ? Mà thực ra cũng không giải quyết gì đâu. À, cũng không giải quyết gì đâu cái đấy. Thứ nhất là mình cũng không phải là môn bóng đá thì phải tổ chức cái kiểu đấy. Đấy, thứ hai nữa là môn cờ thì các anh em cũng biết và hiểu rồi, mọi người đều tính được hệ số, đâu có vấn đề gì hết đâu, không phải là cái chuyện đấy quá phức tạp. À, như vậy là đến đây thì chúng ta xem đây, Hàn Tiến đang thi đấu ở ván game đấu thứ 7 trong tình thế đi hậu đây. Ván này anh chiều 1.2 đang gặp khó khăn trước lối đá rất là mạnh mẽ và xung phong của Hàn Tiến rồi. Hàn Tiến đang có cơ hội để vào tứ kết đấy. Nếu vượt qua anh Chiều thì số đậm đà là Hàn Tiến sẽ là người lách qua phải ở hẹp. Và các bạn biết rồi, người ta hay nói câu là chết hụt thì thường sống dai. Đấy, cho nên là Hà Văn Tiến mà vượt qua được vòng bảng là sẽ là ứng cử viên số 1 của giải đấu. Mặc dù là vòng bảng thi đấu cũng khá là bết bát, cũng không phải là ấn tượng cho lắm. Đấy, nhưng mà cái trình độ, cái năng lực xử lý của Hàn Tiến thì nó là miễn chê rồi. Và đây là trận gặp gỡ của hai cao thủ Kỳ Vương của hai giải gần nhất đấy. Và Kỳ Vương đất Hà Thành với cả Kỳ Vương xứ Kinh Bắc gặp nhau. À, thế mới hay. À, bây giờ thì Tiến chắc là ăn 3-4 tấn 5 thôi. Như vậy là anh Triều đã mở lên tượng là mã rồi. À, bây giờ thì là đoạn này là anh Triều đang đe dọa bắt xe đây. Thì chúng ta xem Hà Văn Tiến sẽ đánh thế nào. Như vậy buộc phải chạy xe 3 bình 2 rồi. Và trận cờ vẫn đang hồi hộp quá anh em ạ. 4-2 dành cho Hàn Tiến trong kèo chạm 8 rồi. Chưa biết được. Và đã từng có một kỳ thủ nó lọt qua khe cửa hẹp và sau đó đoạt chức vô địch đấy. Đó là chú Lão Tướng Thế Anh ấy, trong cái giải thi đấu gọi là chọi chiến tranh hùng, 4 kỳ thủ tham gia vòng bảng mà cũng đánh tương tự như thế này luôn, là đánh tương tự y như thế này luôn. Đấy, và cũng 5 phút 5 giây chạm 8 ở vòng bảng. Tôi nhớ là Lão Tướng Thế Anh đã thua hai trận đầu trước Đỗ Duy Đông và Cô Tiên, nhưng thắng trận cuối cùng trước Hải Lưu Lem mà thắng được cái tỷ số là vừa đẹp vừa đủ để vọt lọt vào vòng thi đấu chung kết. Như vậy là lúc này thì anh Triều đã quay một nước cờ rất là ưu thế, đó là quay được xe để đấu được con xe khỏe của Tiến rồi. À, bây giờ thì Hà Văn Tiến chết một xe một lắp, nhưng ăn của đối phương là một xe một mã, hai sĩ một tốt và một lắp, mà còn một dàn lắp phía dưới chưa mở. Và nếu như bây giờ bên đen mở được xe thì bên đen sẽ rất là ưu. Còn nếu như bên đỏ mà kịp thời tấn công thì bên đỏ sẽ ghi bàn trong ván đấu này và rút ngắn tỷ số xuống còn là 3-4. Và càng anh Triều càng ghi bàn bao nhiêu thì cơ hội vào vòng sau của Tiến lại càng hẹp bấy nhiêu. Vâng, chào Hoàng Hải, chào Truy Mạnh. Chào tất cả các anh em đang theo dõi chương trình ạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, đồng hành cùng kênh sóng trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, tình hình lúc này đang hay quá. Và anh Triều đã quay được nước cờ lên xe và nói là siêu ngoạn mục. Và nước cờ giúp cho anh Triều đã trở lại cuộc đua đây. Như vậy là bên đen đã phải lên sĩ rồi. Bên đỏ đi đâu rồi? Như là bình xe để giữ lộ. Và nói chung khó được tiền vào này rồi. À, để anh Triều quay được con xe là coi như là cơ hội. Thắng ván này của Hà Văn Tiến đã giảm đi một cách trông thấy luôn.
Bây giờ Hàn Tiến mà muốn thắng được game đấu này thì bắt buộc phải có xe, bắt buộc phải quay được con xe thứ hai các bạn ạ, và không cách nào hơn là phải quay con xe thứ hai, chỉ có quay con xe thứ hai thì mới có hy vọng được. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất là hấp dẫn, bây giờ đã là 3 giờ 15 phút rồi, có nghĩa là trận đấu được diễn ra được khoảng 1 tiếng 15 phút đây, bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều. Đấy, tối nay thì mời các bạn tiếp tục đón xem một trận đấu trên kênh Thành Nam Kỳ Đạo nữa ở chương trình Cầu Úp. Đó là một trận thi đấu offline, một trận thi đấu tỷ thí tay đôi ở Sài Gòn. Và chúng tôi sẽ tiếp sóng từ Sài Gòn để gửi đến các bạn trận thi đấu nằm trong khuôn khổ series của loạt thi đấu gọi là giao lưu kỳ nghệ, tiếu ngạo giang hồ và tranh phong đoạt đỉnh giữa các kỳ thủ ngôi sao. Đấy, chúng ta hãy chờ xem tối nay là song trận đại chiến đấy, ai giành thắng lợi, anh Trần Hữu Bình với cả bạn Trần Văn Duy. Đấy, ván này là sau khi đấu con xe xong thì cảm giác là bên anh Triều Tà nó nhẹ đi khá nhiều. Đó, chúng ta chờ xem là bối cảnh tranh hùng của hai kẻ thủ sẽ như thế nào đây. Và đây là một trận đấu phải nói là rất là thú vị và hấp dẫn. Một trận đại chiến cực kỳ quan trọng của cả hai bên. Và Hà Văn Tiến thì mặc dù vào vòng sau là cái cơ hội nó hẹp hơn khá nhiều đấy, nhưng mà Tiến vẫn rất nỗ lực và lúc này cũng có cơ hội vì đang dẫn với tỷ số 4-2 mà. Sau 6 lượt thi đấu. Như vậy là đến đây thì bên đỏ nó quay tượng lên là tốt để đuổi pháo rồi anh em ạ. Mà con pháo bây giờ chạy đi đâu rồi? Đoạn này là đoạn đang hay quá, hay là đấm binh 5 lên anh em nhỉ? Vâng, hay là đấm binh 5 lên nhưng mà là chạy pháo 5 bình 4 rồi. Bật tượng chiếu thì sao? Nhỏ ăn tốt chiếu rồi. À, càng quá mà cơ hội vẫn đang thuộc về danh thủ Triều Tà đấy. À, game đấu này là game đấu mà danh thủ Triều Tà đang rất là nỗ lực để ghi bàn đây. À, chúng ta hãy xem liệu danh thủ Triều Tà có thể ăn bàn trong trận đấu này không. Như vậy là quay pháo bắt chiếc xe à? Ôi rồi ôi, như vậy một pha quay pháo bắt chiếc xe kinh điển của Hà Văn Tiến anh em ạ. À. Ôi rồi, những phút cuối cùng Hà Văn Tiến đã quay được con pháo bắt chiếc xe anh em ạ. À. Tề nhỉ. Và như vậy là không biết thế nào thì xảy ra trong cái cuộc chiến tay đôi tranh vé ở vòng thi đấu cuối cùng này. Và rất ghê gớm mà quay pháo bắt chiếc xe rồi. À có lực vật chiếu để cứu xe nữa. À, phế phế mã thôi. Và hay quá nhỉ, trận cờ xem hay thật. Và bây giờ lên sĩ, lên sĩ mà là xe thì thôi thắng luôn rồi. Nhà lên sĩ là tượng rồi. Và bây giờ thì là 4 đánh 2 đây. Hay thật. Và trận đấu vẫn quá hay cho cái đây đoạn cuối anh em ạ, và cực kỳ tỉ tê luôn. Đấy, vòng tứ kết, bán kết, chung kết là loại trực tiếp, tức là giai đoạn 2. Thì tứ kết thì là trạm 9, bán kết trạm 9 và chung kết trạm 10. Thì xin thông báo các bạn rằng là vòng tứ kết là bốc thăm theo nguyên tắc là 4 kỳ thủ nhất bảng và 4 kỳ thủ nhì bảng và các kỳ thủ cùng bảng trước đó là không gặp nhau. Và tiếp theo đó là kỳ thủ nhất bảng sẽ đi tiên luôn ở ván 1 của trận thi đấu loại trực tiếp tay đôi 5 phút 5 giây phân tiên trạm 9. Đấy, bán kết thì bốc thăm ngẫu nhiên rồi. Còn chung kết thì là trước giờ thi đấu sẽ bốc thăm tiền hậu. Và tí nữa thì toi luôn xe anh em nhỉ. Và mặc dù là không chết xe nhưng bị mất con ngựa thì cũng nguy hiểm đấy. Đấy, ván đấu này đến đây đang hay quá. Ván đấu này đến đây rất hay luôn. Như vậy là bên đỏ đã ép bên em phải lao mã rồi. Bây giờ vật về người ta sẽ ăn mã vòng về thôi. Coi như tam anh chiến lữ bố đấy. Không biết còn xe không? Bây giờ 50-50 còn xe bạn. Một xe giả, một xe bị bắt, một con lắp bị bắt rồi. Còn Hán Tiến ăn được của đối phương nhiều lắm thì chắc là anh Triều có thể mở con pháo đó thôi là đủ. Nó ờ đúng rồi, con pháo đó thôi là đủ. À, chưa biết được. À, tình hình nó đang diễn ra cực kỳ sôi động. Nó đang diễn ra cực kỳ sôi động. Chưa thể khẳng định được điều gì cả trong cái cuộc tỷ thí vào buổi chiều hôm nay. Ở đây là một trận đấu mang tính chất là cực kỳ quan trọng. À, chẳng có kịch bản nào cho hai kỳ thủ này và cùng vào vòng sau cả bạn Đức Hiệp ạ. Và một hổ một rừng không thể có hai hổ được, rằng vì là anh Trần Hữu Bình anh ấy đã thắng cả 3 trận rồi, anh ấy đứng đầu của bảng C rồi và anh hạ gục cả Triều Tà, rồi anh Triều Tà rồi Hán Tiến cả Đỗ Quốc Việt rồi, cho nên là anh Bình anh ấy đang tọa sân quả đầu đấu, như anh đang thi đấu ở Sài Thành Kỳ Đạo thì phải, tối nay anh còn đánh với cả Trần Văn Duy nữa cơ, còn Hà Văn Tiến cái anh Triều Tà thì buộc phải chiến đấu, mà lại còn đang có một kỳ thủ cũng đang phải xem để sẽ biết rõ tình hình, đó là bạn Đỗ Quốc Việt ở Quảng Ninh. Thì bạn Việt thì là về phần trăm vào vòng sau là thấp nhất trong 3 kỳ thủ vì bạn ấy đang ở trạng thái bị động hơn. Và bạn Việt chỉ có thể vào vòng sau trong trường hợp là Hà Văn Tiến thắng 8-4 hoặc 8-5 thì bạn Việt bạn sẽ được tham gia
trận thi đấu hiệp phụ, gọi là cái cuộc tỷ thí gọi là sút penalty đấy. Nhưng còn kịch bản thì không có đâu bạn nhé, kịch bản thì là không có trường hợp là cả anh Triều lẫn cả Hà Văn Tiến đi tiếp đâu. Đấy, thông báo với các bạn như vậy để cho các bạn có thể là hiểu rõ hơn. Đấy, trận đấu này đang diễn ra rất là căng này. Đấy, cảm ơn bác Đạt Nguyên trước giờ thi đấu đã ủng hộ cho chương trình bình luận viên 500k, xin được cảm ơn bác rất là nhiều. Đấy, cảm ơn các mạnh thường quân khác cũng đã yêu mến ủng hộ tài trợ cho giải đấu, ủng hộ các kỹ thuật và trao thưởng bên lề. Đấy, chúng ta đang xem một trận thi đấu phải nói là cực kỳ là hấp dẫn và gay cấn đây, để xem là ai sẽ là người mà có thể về đích trước trong chương trình của ngày hôm nay. Đấy, mặc dù kể cả có thắng nhưng chưa chắc Hà Văn Tiến đã ra về vui vẻ, nếu mà thắng với tỷ số sát nút thì Hà Tiến cũng bị loại. Nói chung là Tiến mà để cho đối phương lên 5 điểm là Tiến bị loại, đơn giản là thế thôi. Còn nếu mà Tiến mà thắng anh Triều như 8-0, 8-1, 8-2, 8-3 ấy, thì là Tiến chắc chắn vào, còn thắng 8-4 thì được thi đấu hiệp phụ. Đấy. Thì được thi đấu penalty, sút penalty vẫn còn cơ hội tự quyết. Như vậy là Tiến đã vật pháo lên mạng tốt rồi. Thời gian thi đấu của Hà Văn Tiến chỉ còn 54 giây thôi, còn anh Triều thì đang hơn rất nhiều. Anh Triều là đang ở thời gian là khoảng tầm gần 4 phút cơ. Đấy, rõ ràng anh Triều đang đi với tốc độ rất là cao. Đấy, ván này thì là 4 đánh 2 đây. Cộng thêm cả tốt cái tượng nữa, hỗ trợ nữa. Và Hà Văn Tiến đã xác định luôn là không còn xe luôn anh em ạ. Thấy cho nó nhanh. Và một trận tỷ thí phải nói là rất tuyệt vời của cả hai kỹ thuật. Bảng tử thần thì đương nhiên nó phải khắc nghiệt, nó gọi là bảng tử thần rồi. Và các loại bảng này tôi bốc thăm hoàn toàn ngẫu nhiên thôi, cứ hoàn toàn là theo nguyên tắc là một khu vực vùng miền chỉ có tối đa hai kỳ thủ tham gia thi đấu thôi, chứ không có nhiều hơn. Như vậy là anh Triều cũng đang quay được con pháo em ạ, như vậy là một lắp của Tiến ăn được không phải pháo rồi, và như vậy là đã quay trúng con pháo anh em ạ. Và bây giờ là hàng Tiến đã lao mã chiếu đây và rất là bàn căng, nếu mà lên tướng là sẽ bị lướt mã 4 tấn 3 nhảy chiếu là cũng chết pháo đấy, mà nguy hiểm cho anh Triều ván này rồi. Chưa biết thế nào cả. Và xin chào bạn cờ. À, kịch bản của Hà Văn Tiến đi tiếp thì tôi đã vừa báo rồi, 8-0, 8-1, 8-2, 8-3 là Tiến sẽ chắc chắn là đi tiếp. Đấy, như vậy là Hà Văn Tiến đã nâng tỷ số lên 5-2 rồi. Và game tiếp theo là game thứ 8 đây. À, như vậy Tiến bắt đầu đang tiến gần về vạch đích rồi, và anh Triều có nguy cơ là bị loại đang hiện hữu. Đấy, anh Triều bây giờ buộc phải thắng 3 game nữa thì anh Triều mới có thể là vào vòng sau được. Đấy, còn Tiến thì bây giờ cũng quyết 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 tâm để không cho anh Triều có thể gỡ được. Và Hà Văn Tiến nó tưởng như bị loại 90% rồi, nhưng mà do kết quả nó ủng hộ. Và thứ hai nữa là ở bảng đấu này thì anh Trần Hữu Bình quá xuất sắc, thắng cả ba kỳ thủ, thành ra là bây giờ cuộc chiến tranh hệ số rồi. Như vậy ván này là ván đấu thứ 8 đây, Hà Văn Tiến đi tiên đây. Đấy, chúng ta hãy xem Hà Văn Tiến sẽ đánh thế nào trong game đấu này. Còn anh Triều liệu còn có lấy lại được tinh thần không? Anh Triều đã thua liên tiếp 3 ván đấu rồi. Và tỷ số này đang là 5-2 như về Hoàn Tiến. Mà kèo này chỉ là kèo chặn 8 thôi anh em nhé. Và anh Triều vẫn có hy vọng vào vòng sau nếu như thắng Tiến 3 game nữa. Đấy, còn Tiến thì nếu mà thua 3 game nữa thì coi như cũng out luôn. Úi rồi, nhiều đòn vật pháo vương đến từ Hà Văn Tiến rồi. Vật vác xe đi vật anh em ạ. Khá đen cho Tiến. Và ra được một xe rồi lại vác xe đi vật tương đối là da đen. Và chúng ta xem ván này thì tỷ số sẽ như thế nào đây. Đấy, một trận đua tranh đang cực kỳ kịch tính anh em ạ. Rất hay và hấp dẫn cho hai kỳ thủ thi đấu vào buổi chiều hôm nay. Đấy, chúng ta hãy chờ xem là trận đấu này sẽ nào. Như vậy là sau một lớp cờ da đen là một lớp cờ da đỏ. Và phi sĩ lên lại quay được con pháo anh em ạ. Chấn được trung lộ rồi. Đấy, chả biết thế nào cả. Như vậy là anh Triều bắt đầu quay cây để tìm cơ hội đây. Nhưng anh Triều đã quay mã lên được là xe rồi anh em ạ. Và quay được là xe rồi, cho nên chưa biết thế nào cả. Và Hà Văn Tiến vẫn được phép thua thêm một ván nữa. 8-3 vẫn có thể là vào tiếp, thậm chí là 8-4 cũng được. Vì là 8-4 thì phải đấu súng với cả Đỗ Như Đỗ Quốc Việt. Và hay nhỉ, trận cờ rất căng. Và anh Triều cũng đang có 4 quân chiến và có cả sĩ thập để thủ nữa, cho nên anh Triều đang khá là khỏe vào này. Chưa biết được, và chưa biết được là như thế nào luôn. Và tình hình của cặp chiến này nó đang diễn ra rất là tê luôn. Và không biết là ai sẽ là người về đích đây các bạn. Và tôi chưa biết ai là người về đích trước. Trận thi đấu đang hay quá. Và hai kỳ thủ vừa rồi đều thi đấu xuất sắc ở giải
thi đấu cờ úp vào chương trình tháng 3 của miền Bắc đấy, một giải thi đấu Kỳ Vương Hà Thành Hà Tiên vô địch và giải Kỳ Vương xứ Kinh Bắc thì anh Chiêu Tà vô địch, mà đều là những chức vô địch phải nói là quá xứng đáng của cả hai kỳ thủ. Đấy, bây giờ chúng ta xem tiếp là ở thế trận này thì như thế nào đây. Hà Văn Tiến đã phải rút lui không đấu xe rồi. Lúc này thì Hàn Tiến có đội hình là yếu hơn một chút nhưng mà lại đang sang sông đè lén đối phương. Thế thời gian thi đấu các bạn để ý rằng là anh Triệu Tà đi rất nhanh ấy. Và có cảm giác ván nào anh Triệu Tà cũng hơn giờ rồi Hàn Tiến. Và ván này là một ván đấu mà đang trong cái trạng thái cũng như vậy. Danh thủ Triệu Tà đang đánh một cách cực kỳ là tốc độ. Bây giờ chúng ta xem tiếp và bên đen đã lao sĩ tới để ăn lắp rồi. Chuẩn bị dọa tiếp theo là có thể là sĩ 3 tấn 4 để bắt pháo đây. Như vậy là Tiến đã chui xe vào đầu để giữ con binh 5. Nếu mà tượng ăn lên sẽ là ăn xe lên thôi. Và hình cờ đang hay. Và cực kỳ hấp dẫn ở ván đấu này. Ván này là ván tỷ số đang là 5-2 nghiêng về Hà Văn Tiến đây. Khoảng 5-2 các bạn ạ. Hà Văn Tiến bây giờ đang chỉ còn 3 game nữa là về đích. Đấy, 3 game nữa là về đích trong cái cuộc chiến tay đôi với cả anh Triều Tà để hy vọng giành vé lọt vào vòng sau. Vâng, chào Hà Tuấn nhá. Chào bạn Cường V. Hôm nay đánh sớm là bởi vì đây là sắp xếp lịch, vì các bạn biết rằng là lịch thi đấu online nó không giống như lịch offline đâu. Và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Đấy, tôi nói thật luôn, và tôi rất muốn các kỳ thủ đánh buổi tối hoặc là rảnh rỗi vô tư đánh liên tục. Nhưng mà sẽ có những kỳ thủ người ta bận việc là một, hai nữa người ta phải thi đấu ở một giải đấu khác hoặc là người ta bị chồng chéo lịch trình dạy học rồi các thứ liên quan. Đấy, thứ hai nữa là có những người ta bận vào thứ ba, thứ tư, thứ năm, có người lại bận thứ sáu, thứ bảy, có người lại bận thứ hai, thứ ba, có người lại bận 2 ngày cuối tuần. Thế thành ra là sắp xếp lịch nó còn phải làm sao cho nó hài hòa, phải linh hoạt. Đấy, chứ không thể nào mà cứ úp các anh em vào cái ba rem nó cố sẵn được. Cái giải online là mọi người đều hiểu mà. Vâng, chào bạn Vũ An Khang, chào các anh em đang theo dõi chương trình. Trận đấu ngoài đang rất là tê luôn, đội hình của hai bên là khá là đông đảo. Xe pháo mã hai sĩ, một tốt đầu qua sông, một tượng thủ và đánh nhau với cả đội hình là xe pháo hai mã hai sĩ tượng của bên đen. Bên đỏ đã quay thêm một nước cờ nữa rất chất lượng, đó là tượng 7 tấn 5 là mã rồi. Đấy, tiền mã hậu pháo và nhìn cảm giác cực kỳ khỏe luôn. Đấy, ván này là ván cờ đang cực kỳ hay khi mà tiền mất xe thì ăn được hai lắp. Chưa biết thế nào cả. À, game này là game anh Triều phải hết sức nỗ lực, bởi nếu anh Triều mà thua game này là 6-2 là rất nguy hiểm rồi nhá. Đấy, lúc đó là Tiến chỉ cần cách về đích có 2 ván thắng thôi, mà anh Triều vẫn phải cố gắng chạm 5 thì mới có cơ hội để vào vòng sau. Nếu mà kết thúc với tỷ số 8-5 mà game mình Hà Văn Tiến ấy, thì anh Triều sẽ thi đấu sút penalty đấu súng với cả Đỗ Quốc Việt. Còn nếu như mà Tiến thắng 8-4 ấy, thì anh Triều phải chia tay với cả giải đấu và Tiến sẽ phải đá penalty với cả Đỗ Quốc Việt. Còn nếu mà thắng 8-2, 8-3 thì Hàn Tiến sẽ là người không cần phải thi đấu hiệp phụ nữa và vào thẳng vòng sau. Đấy, vào đến tứ kết rồi thì lúc đó là loại trực tiếp rồi thì thôi không cần quan tâm đến hệ số với cả điểm số của các kỳ thủ đối phương nữa. Chỉ có thân hành đấy lo thôi và cứ lao phía trước là ghi bàn anh em. Như vậy lúc này thì là Hà Văn Tiến đã thúc binh 5 để đánh mạnh vào trung lộ của đối thủ đây. Một pha tiến binh 5 rất là nhanh. À, chắc là bây giờ ăn sĩ xuống à. À, phá bằng được trung lộ rồi. Lại chui pháo vào đầu rồi. À, rất là tuyệt vời. À, đây là lúc mà hai bên sẽ thi triển công phu này. Đấm đá dữ dội anh em ạ. Chưa biết thế nào cả. À, xin chào bạn Hải Mẫn Văn. Chào tất cả các anh em nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ đồng hành cùng với cả kênh sóng này. Chúng ta đang xem đây là một trong những trận thi đấu rất là tuyệt vời của cả hai kỳ thủ, và không biết hai kỳ thủ sẽ về đích như thế nào đây, và tất cả còn đang ở chờ phía trước và mọi thứ vẫn đang chờ phía trước anh em ạ. Mỗi một kỳ thủ mà muốn vô địch phải đánh tất cả là 6 trận, trong đó 3 trận ở vòng bảng, một trận tứ kết, một trận bán kết, một trận chung kết nữa, hay là vừa đủ. Lao chiếu rồi. Xong đi đâu đây anh em? Lao chiếu rồi, chắc là chạy xe của bác sĩ đâu. Ây à, được cái liên tượng hay chưa?
Ôi, người ta đánh gót về thì sao? Ô, người ta gót hồng về con tượng thì sao nhỉ? Gót hồng về con tượng thì sao? Vật pháo lên à? Sao không chơi gót hồng nhỉ anh em nhỉ? Trận này nó căng quá Hà Tuấn ạ, và trận này nó căng quá. Vì ở trước trận đấu này là anh Triều đang hệ số phụ đang là dương 1. Anh Triều thua 6-8 trước anh Bình, nhưng lại thắng bạn Việt là 8-5 đang dương 1. Còn bạn Việt thì đóng khung là âm 2 rồi. Còn Hà Văn Tiến đang âm 6. Như thời điểm này là Hà Văn Tiến nếu mà tính cả cái kết quả này nhá, Hà Văn Tiến đang là dương 4 trừ 6 là âm 2 đấy, còn anh Triều đang là dương 1 trừ 4 là âm 3 đấy. Đấy thời điểm này mà bế mặc kết thúc là anh Triều bị loại đấy. À, hai người này thì nói chung cái bảng này chỉ có một người chắc chắn đi tiếp thôi, đó là anh Bình thôi với 3 trận thắng đứng đầu bảng rồi, còn lại là ba kỳ thủ là anh Triều Tà, Hà Văn Tiến và Đỗ Quốc Việt là cơ hội là vẫn còn. Đấy, vấn đề là phụ thuộc kết quả cuối cùng của trận đấu này để tính hệ số thôi các bạn. Có hai hệ số được tính nhá, khi mà bằng điểm nhau, hệ số đầu tiên đó là tổng điểm đối kháng trong nhóm bằng điểm đấy, à, vì là vòng tròn một lượt nên các kỳ thủ sẽ lần lượt gặp nhau cho nên là cái đấy tính được. Thứ hai nữa là nếu mà hệ tổng điểm đối kháng bằng nhau thì sẽ tính đến hiệu số bàn thắng bàn thua của hai kỳ thủ đấy, bao gồm là toàn bộ các trận thi đấu của họ ở giải đấu đấy, tức là ở vòng bảng là mỗi người đánh 3 trận giống bóng đá các bạn biết đấy, ví dụ Argentina thắng thua Brazil 2-3 chẳng hạn đấy, nhưng lại thắng mấy đội Mỹ hoặc là mấy đội châu Âu chẳng hạn đấy, nhưng mà người ta phải tính bàn thắng của Argentina chứ, kiểu như thế. Nói chung là bên nào mà khuyến khích ghi nhiều bàn là bên đấy là có cơ hội vào vòng sau đấy, thông báo các bạn là như vậy. Đấy, còn lại có 5 kỳ thủ đã giành quyền vào tứ kết rồi, thì bình luận viên có thể đọc lại lần lượt. Bảng A là Hứa Quang Minh, Trịnh Hồ Quang Vũ. Bảng B là Trần Văn Duy và Đinh Quang Hưng. Đấy, bảng C là anh Trần Hữu Bình rồi. Đấy, bây giờ là một người nữa thôi trong chiều nay thôi. Nhạy ván này là ván cờ đang ban căng. Và ván cờ rất ban căng của cả hai kỳ thủ đây. Và chắc bây giờ Phá Long thoái một rồi. Khả năng cao là 99% là đi Phá Long thoái một hình ngày thôi. Anh đặt như vậy là bình luận viên dự đoán hơi 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 chưa chưa chuẩn. Và tình hình ngoài đang hay quá anh em. Và Hà Văn Tiến đang tiến gần đến chiến thắng để có thể ngược dòng ngoạn mục đây. Lách qua kẻ cửa hẹp. Đấy, đúng là khủng long bạo chúa anh em ạ. Rất nguy hiểm. Rất dữ dằn. Như vậy là đâm xe chiếu rồi. Đâm tiếp chiếu anh em ạ. Xong làm gì nữa? Xong làm gì nữa nhỉ? Lại chiếu. Chiếu để lấy giờ à? Và giật xe bắt xe. Kình qua nhỉ? Đi toàn nước cờ làm ngoài dữ liệu của bình luận viên, chứng tỏ trình độ của họ là vượt trội cho bình luận viên khá nhiều. À, trận đấu này đang hay quá anh em ạ, à, không hay vì quá hay. À, các anh em mà xem mà thấy hay anh em là ủng hộ cổ vũ cho chương trình và giúp cho bình luận viên sẽ có cơ hội để nhận những món quà, những cái phần trao thưởng đến từ khán giả, và các bạn có thể đăng ký kênh, chia sẻ và tặng cho trình nút like được không ạ? Như vậy đoạn này là đoạn mà song mã đấu với cả pháo mã sĩ đây. Mà không biết Hà Văn Tiến có ăn trúng xe của anh Triều không? Hà Văn Tiến cũng chết một cơ số rồi. Mà Hà Văn Tiến có thể mở được thêm con pháo nữa là đủ. Còn anh Triều có thể mở được xe anh em nhé. Tôi không biết là anh Triều còn xe không thì chịu, tôi không biết đâu. Mà anh Triều cũng chết hai lắp rồi, cũng như các bạn. Chỉ có Hà Văn Tiến và anh Triều biết là mình còn xe, không còn xe thôi. Đấy, còn kể cả khán giả có vào bàn hoặc là xem qua hệ thống live stream của cha giống như là ngoài ngoài đời xem ấy, cũng chỉ biết lắp biết quân ngửa thôi. Ui rồi, như vậy Hàn Tiến đã quay lên là pháo anh em ạ. Ui rồi ôi, ưu thế lớn luôn. Và chào Thiên Nguyên, chào Hà Tuấn, chào Nguyễn Đức Khoa, chào Đinh Lực, chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ đồng hành cùng với cả bình luận viên và kênh Thành Nam Việt Đại. Đấy ra thì là cuối tháng 3 này chúng tôi sẽ kết thúc vòng bảng của giải thưởng Anh Hào. Sau đó sẽ tổ chức bốc thăm và chia cặp và thi đấu ở vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Còn đầu sang đến tháng 4 thì sẽ có nhiều chương trình cờ ngửa. Và từ ngày 6, 7 tháng 4 thì chúng tôi đã đăng tải điều lệ đấy. Sẽ có giải thi đấu cờ tướng Câu lạc bộ Thành Nam Kỳ Đạo mở rộng lần thứ nhất diễn ra tại thành phố Nam Định. Và sẽ có 8 kỳ thủ tham gia, trong đó là các kỳ thủ không phải đóng lệ phí. Và tranh giải thưởng là giải nhất là 6 triệu, giải nhì là 2 triệu, giải ba 1 triệu, giải tư 500k. Như vậy Hà Tiến đã nâng tỷ số lên 6-2 rồi. Và nguy hiểm kinh khủng dành cho anh Triều Tà rồi. Và anh Triều cả đang trên bước đường bị loại đây. Đấy. Mặc dù trước trận đấu này anh Triều là 3 điểm và hệ số phụ là dương 1, còn tươi nhất trong 3 người, còn là Hán Tiến là kém nhất trong 3 người, không điểm và hệ số phụ là âm 6 cơ. Thế bây giờ Tiến đang dẫn 6-2 rồi. Đấy, cơ hội lúc này đang rất sáng cửa đó Tiến, thì ván này Tiến lại mở được xe trước đây. Và Tiến đang như một con khủng long bạo chúa đang từ từ để
để chém dần từng đối thủ đây. Như vậy là một pha quay tốt anh em ạ, để bắt chết ngựa, quay được ngựa anh em ạ. Đấy thì là cái giải Thành Lát Kỳ Đạo mở rộng lần này thì xin thông báo các bạn là có 8 người thủ được tham gia. Và thì chúng tôi sẽ gửi danh gửi là lời mời. Thì là thứ nhất là ưu tiên đấy, đầu tiên đó là một kỳ thủ đại diện của nhà tài trợ chính đó là Victor Hải Phòng và Victor Nguyễn Văn Châu. Đấy, thứ hai nữa là một đại diện của đơn vị chủ nhà thành phố Nam Định của tỉnh Nam Định để tổ chức giải đấu này. Đó sẽ là một đại diện. Và tiếp theo nữa là một đại diện của câu lạc bộ Thành Nam Kỳ Đạo, vì giải đấu này là giải đấu để tổ chức là ngoài những mục tiêu như là phát triển phong trào rồi tôn vinh nét đẹp văn hóa cờ rồi tăng cường thi đấu giao lưu cọ sát nâng cao trình độ thì cũng là để kỷ niệm một cái dấu mốc là kênh sóng câu lạc bộ Thành Nam Kỳ Đạo sẽ đạt được khoảng 10.000 sắp. 10.000 sắp là một cái dấu mốc để đánh dấu sự phát triển của kênh sóng YouTube ở bộ môn cờ. Đấy, đối với cả câu lạc bộ Thành Nam Kỳ Đạo. Đấy và 8 kỳ thủ sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hai lần thua hay chúng ta quen gọi là song đại đảo thải tái đấy, và sẽ tổ chức thi đấu trực tiếp với nhau ở thành thành phố Nam Định và đánh trong 2 ngày cuối tuần thôi, là ngày mùng 6 mùng 7 tháng 4, tức là sau đây khoảng tầm có gần chục ngày đấy. Thứ hai nữa là các kỳ thủ sẽ được ban tổ chức lo chỗ ở và nghỉ qua đêm tại khách sạn. Đấy, các kỳ thủ phải lo tự túc ăn uống rồi đi lại thôi. Đấy, và giải thì có 4 giải trên 8, 8 người tham gia. Giải nhất là 6 triệu, giải nhì 2 triệu, giải ba 1 triệu, giải tư là 500k. Và đây là số tiền tối thiểu mà có thể tăng lên nếu như nhận được thêm sự ủng hộ của mến mộ của khán giả và các mạnh thường quân nữa. À, Tiến chưa bị loại đâu các bạn. 8 kỳ thủ thì bình luận viên xin phép giữ thông tin chưa tiết lộ, vì là chúng tôi còn phải căn cứ nhiều vấn đề các bạn. Vì các bạn biết rằng là chúng tôi có một cái điều này tôi sẽ nói luôn là ba đại diện mà được ưu tiên đấy, đó là của nhà tài trợ, của đơn vị tổ chức và của câu lạc bộ Thành Nam Kỳ Đạo. Đấy thì là thì sẽ còn 5 đại diện khác đến từ các câu lạc bộ cờ tướng của các tỉnh thành lân cận. Đấy thì chúng tôi sẽ tạm thời đợt này chỉ có các tỉnh ở miền Bắc thôi. Đấy thì là mỗi một tỉnh chỉ một đại diện thôi, tối đa thôi. Một đại diện tối đa mà các kỳ thủ là được mời làm sao mà nó cân kèo, trình độ nó xem như nhau thôi. Đấy chứ không phải là một cái gì nó chênh lệch quá. Đấy thì là giải đấu nó sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn mà thi đấu theo thể thức đó là loại trực tiếp hai lần thua. Như vậy ván này là Hà Văn Tiến đã ăn được xe mã đây và chết một lắp một mã rồi. Tuy nhiên đến bờ này con tốt nhân mà bên đỏ đang có pháo đầu trói chặt rất là nguy hiểm. Đấy tượng thì soi tâm mà tốt thì lại tốt lụt nguy hiểm. Nói chung ván này chưa chắc là ngon cho Hà Văn Tiến đâu. Mà trông thế này thôi nhưng mà cũng chưa chắc đã tươi cho Hà Văn Tiến đâu anh em. Mà cũng khá là mệt mỏi đấy. Vất vả. Và đây là một cuộc chiến đang đến hồi kết rồi. Hà Văn Tiến đã dẫn 6-2 trước anh Triều Tà rồi. Thực ra anh Triều Tà vẫn có cơ hội để đi tiếp. Anh Triều Tà vẫn có cơ hội để đi tiếp. Nếu anh Triều Tà tiếp tục chiến thắng được 3 game nữa thì anh chắc chắn sẽ đẩy Hà Văn Tiến ra ngoài. Đấy còn nếu mà thắng 2 game nữa thì lúc đó là cũng Hà Văn Tiến cũng sẽ có nguy cơ bị loại. Mà Hà Văn Tiến chỉ có thể vào vòng sau khi mà thắng 8-0, 8-1, 8-2, 8-3 và nếu thắng 8-4 thì là phải đấu súng sút penalty với cả Đỗ Quốc Việt. Còn thắng 8-5 sẽ bị loại. Đấy còn anh Triều Tà mà thua 5-8 anh sẽ Triều Tà sẽ được đấu lông súng với cả Đỗ Quốc Việt. Còn anh Triều Tà thua 8-6 trở lên anh Triều Tà sẽ vào. Giải ván đấu ngoài đang diễn ra căng quá, hay quá anh em ạ, mà hấp dẫn và lầy lừa quá. À, đương nhiên là Thái Bình sẽ có suất mà. Thái Bình, Nam Định ngay gần nhau, nó bảo là các tỉnh thành lân cận rồi các bạn. Thái Bình sẽ có một suất chắc chắn luôn. Bắc Giang. Đấy, chúng tôi đang chờ đây, đang chờ những tín hiệu trả lời đến từ các tỉnh khác. Nói chung là cũng là các bạn thông cảm không thể mời được nhiều. Còn các bạn muốn tham gia nhiều thì các bạn phải chờ đến cuối tháng này, cuối tháng 4 là ngày 27 28 tháng 4 cũng ở Nam Định chúng tôi sẽ tổ chức giải mang tên là giải cờ tướng lên tỉnh chào mừng ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đấy. Như vậy là anh Triều cũng đã có xe và Tiến đã có 2 xe rồi. Thì giải đấu đó là to hơn, lớn hơn, chúng tôi cũng đang phối hợp với các câu lạc bộ các tỉnh bạn để làm sao cho giải nó to hơn nữa. Đấy và đánh cũng 2 ngày thôi và chắc là nhiều người tham dự. Giải đấu đó thì là chắc là phải tầm 32 người đánh đấy. Đấy, giải đấu đó thì là giải đấu liên tỉnh mà cũng là những kỳ thủ phong trào tham dự thôi. Những kỳ thủ mà không chưa từng giành huy chương cá nhân ở các giải đấu quốc gia trong vòng 3 năm gần đây. À đấy là giải cờ ngửa nhé, Hà Tuấn không phải giải cờ cứu đâu. À, Hà Tuấn có gì kết bạn Zalo bình luận viên nhá, khi nào có cứu thì mình sẽ nhắn các bạn tham gia. Và rồi Hà Tuấn cũng đánh ở giải thi đấu cờ úp Bắc Linh mở rộng đấy, cũng giành được top 16 và cũng vào đến vòng mà nhận giải giống như là anh Đỗ Thành Vinh.
Như vậy là đến đây thì là một trận chiến đang diễn ra cực căng đây, khi mà Hàn Tiến còn hai xe, trong khi đó thì đội hình phía dưới ta lát rồi, trong khi đó bên đỏ người ta đang có xe pháo hai sĩ, đặc biệt là hai sĩ giao đấy. Ván này là ván cờ đang hồi hộp kinh người của hai kỳ thủ đây, một kỳ thủ là anh Triều Tào 1.2, Hàn Tiến là 9.3, phải chiếu tướng rồi. Hà Văn Tuấn mới có điểm yếu chết người, đó là con tốt nhân đấy, chắc là cởi nhân khẩn trương anh em nhỉ. Căng thật. Tưởng như là thua đến nơi, bị loại đến nơi rồi, bây giờ Hàn Tiến đã trở lại. Vâng, trở về. Như vậy là đến đây thì là chúng ta xem tiếp đoạn này, là đoạn công thủ của hai bên này mà chưa biết thế nào cả. Và rất là hay. Chào Hùng Trần, chào Hà Tuấn. Và trông cái này thôi không dễ đâu Hà Tuấn, bởi vì bên đỏ có cặp sĩ rằng nó thủ rắn lắm, mà bên Hà Tiến bị vỡ hết đáy rồi. Vâng, tung bay táo, tung bay rồi anh em, và vỡ hết sạch đáy rồi anh em, và đâu phải sung sướng gì đâu. Và Hà Tiến có một điểm lợi hơn anh Triều Tào chính là ở trình độ cờ sáng. Và trình độ cờ sáng của Hà Tiến là quốc thủ rồi, cũng đã từng nhiều lần giành huy chương quốc gia, để vô địch A2, đấu thủ mạnh toàn quốc, hạng 3 cờ tiêu chuẩn A1 toàn quốc, rồi tham gia đội tuyển Việt Nam. Như vậy là ván này là Hàn Tiến đã giành thắng lợi rồi, và tỷ số là 7-2 rồi. Đấy, chỉ còn một game nữa thôi là Hàn Tiến sẽ về đích và sẽ giành quyền và vào tứ kết, khi mà vượt qua đối thủ với việc là thắng đậm đà và lách qua kẻ cửa cực hẹp luôn anh em nhé, và lách qua kẻ cửa cực hẹp luôn để có thể lọt vào vòng tứ kết, và chắc chắn nó sẽ trở thành một khủng long bạo chúa, một đối thủ đáng gờm số 1 của giải đấu. Đấy, kể cả là vòng bảng là đánh có vẻ khá bết bát và chưa được ấn tượng cho lắm. Nhưng mà này chúng ta xem Hàn Tiến sẽ đánh thế nào trong cuộc thi đấu với cả cái danh thủ Triều Tà, kỳ thủ vừa vô địch giải Kỳ Vương xứ Kinh Bắc trở về. Đấy, hai cao thủ kỳ vương của hai giải đấu gần nhất của Việt Nam đây đang trổ tài ở trận này. Hàn Tiến đang đánh hay hơn rồi. Anh Triều chỉ thắng được đúng có hai game thôi, là ở game đấu thứ hai và ở game đấu thứ mấy đấy, và ở game đấu thứ năm thôi, còn lại là thua 7 game rồi. Nếu Hàn Tiến thắng game đấu này thì trận đấu sẽ bế mạc tỷ số 8-2, và người đi tiếp thì đó chính là Hà Văn Tiến, khi đó Hàn Tiến sẽ là hệ số 0 đấy, còn đối với Việt là hệ số âm 2, còn anh Triều Tà thì là 1 trừ đi 6 là âm 5 thì bị loại rồi. Như vậy chúng ta đang chờ đợi xem là liệu rằng Hà Văn Tiến có thắng anh Triều Tà không. Nếu bây giờ anh Triều Tà thắng game đấu này thì Hàn Tiến vẫn còn một cơ hội nữa trong tay, là có thể dứt điểm với tỷ số 8-3 đấy. Như vậy là trận đấu của chúng ta vẫn đang đến hồi gay cấn nhất đây. Úi rồi ôi, như vậy một pha quay xe thần thánh nữa đến từ kinh thành thiếu hiệp rồi anh em ạ. Đỏ nhờ. Hôm nay là Hàn Tiến là vừa hay vừa may anh em ạ. Mà biết đâu lại làm thêm một cái chức vô địch nữa. Giải online thường của anh Hào thì sao? Vâng. Vì cái thể thức cờ chớp này là Hàn Tiến rất sở trường. 5 phút 5 giây trên mạng là tương đương 5 phút 2 giây. Cái thể thức mà Hàn Tiến vừa vô địch giải Kỳ Vương Hà Thành với số trận thắng tuyệt đối đấy. Như vậy là vật vào là ngựa anh em ạ. Chơi được. Vâng. Anh Triệu Tà vẫn còn cơ hội, bởi vì là anh Triệu Tà vẫn phải cứu game đấy, anh Triệu Tà vẫn phải cố gắng thắng thêm hai ba game nữa thì mới vào được vòng sau. Úi rồi, như vậy là có cơ hội cho anh Triệu Tà ở game đấu thứ 10 rồi, game đấu Hàm Tiến đi tiên đây, và 8-7-2 rồi, có thể là 8-2, nếu mà thắng game này sẽ là 7-3, thì Tiến vẫn còn cơ hội ở game tiếp theo, game thứ 11, mà nếu như mà không vượt qua game 11 thì vẫn còn cơ hội ở game thứ 12 cơ. Và nói chung là Tiến bây giờ đang rất sáng cửa để lọt vào vòng thi đấu tứ kết đây. Lại một pha phóng lên để tì đè rồi. Và anh Triều đang dẫy đạp, cậu thấy rất là kinh khủng. Và các bạn biết là anh ấy bản lĩnh kinh hồn nhá. Và đã bị Hà Giám Nước dẫn 7-3 trong trận chung kết của giải Bắc Linh đấy. Và anh đã bật ngược lại tỷ số là 8-7. Giành rất nhiều giải thưởng. Rất là cao luôn. Chúng ta hãy chờ xem trận đấu này đang hay quá anh em ạ. Như vậy là Tiến lại quay được xe anh em ạ. Đỏ quá nhỉ. Lúc mà đã đỏ rồi thì là cực kỳ là dễ đánh luôn. Đúng rồi, một khi đã đỏ là chứng tỏ là không đen luôn. Đấy. Còn nếu như mà đã đen rồi thì con vừa rồi quay ra kiểu gì con tốt, thề với các bạn luôn, kiểu như thế. Và ván này là ván Tiến lại hai xe đánh nhau với cả xe pháo mã tốt tượng của đối phương này, và trận đấu lại đang bàn căng. Trận thi đấu này đang hồi hộp và hay quá anh em. À, đang diễn ra rất là hay. Đấy, đầu tháng 4 thì ở trên Bắc Linh có một giải hội làng cũng rất là đáng đáng để các bạn quan tâm. Đó là giải cờ tướng lễ hội truyền thống làng Tiêu ở Từ Sơn Bắc Linh đấy.
Hiện nay là giải nhất thì theo thông báo của ban tổ chức là ít nhất là 12 triệu với sự ủng hộ của các mạnh thường quân như là chú Dương Công Hậu ở tỉnh Bắc Ninh ấy, và sẽ tổ chức trong các ngày từ buổi chiều ngày 9 tháng 4 đến buổi chiều ngày 11 tháng 4 dương lịch, tức là ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Trận đấu vẫn đang hay quá và vẫn đang hấp dẫn hồi hộp cho trận tỷ thí để tranh vé vòng sau đây. Và người bạc này đúng là bạc tử thần, đều có thắng thua qua lại. Và các đến những phút cuối cùng rồi mà vẫn chưa ngã ngũ, vẫn chưa biết được ai sẽ là người về đích. À, thế mới gọi là tera ghê anh em ạ. À, căng thật. Căng quá anh em ạ. Ban căng quá anh em ơi. Anh em xem chương trình thấy hay, anh em có thể cổ vũ ủng hộ cho chương trình và bình luận viên mà cách đơn giản nhất là đăng ký kênh, chia sẻ và tặng cho chương trình những nút like ạ. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tối nay chúng ta lại gặp nhau ở chương trình thi đấu offline. À, tối nay sẽ là một trận tỷ thí tay đôi giữa hai cao thủ của miền Nam trong cái series mà kênh Thành Nam Vị Đạo và các mạnh thường quân sẽ ủng hộ để có thể là phát triển phong trào và tổ chức những trận thi đấu giao lưu kỹ nghệ ở đẳng cấp cao. Đó là những cuộc thi đấu gọi là tiếu ngạo giang hồ đấy, tranh phong đoạt đỉnh. Và kỳ 1 sẽ là cuộc chiến giữa hai cao thủ họ Trần là kỳ vương xứ Thanh Trần Hữu Bình và cao thủ vua gút Việt Nam là bạn Trần Văn Duy, kỳ thủ đến từ Bến Tre. Đấy, chúng ta đang chờ xem đoạn này. Như vậy anh Triều còn xe hai ngựa, anh Triều chưa chết lắp nào, có nghĩa là ba lắp còn lại anh Triều có thể mở được xe. Trong khi Tiến cũng vậy, cũng chưa chết lắp nào, Tiến đã chết hai pháo một ngựa rồi. Đấy, như vậy là Tiến còn các lắp còn lại có thể mở được ngựa. Đấy, nhưng mà vấn đề hình này là hình cờ Tiến có cảm giác là dễ, sau này dễ bị kém tàn bởi vì là tốt của bên đen đã tràn tới rồi. Đấy, bên này chúng ta xem là với tài năng của mình thì Hàn Tiến có thể lật ngược được thế trận hay không. Thời gian thi đấu của hai kỳ thủ đó là thi đấu online trên nền tảng chơi cờ thi tự kỳ là 5 phút 5 giây. Các kỳ thủ phải tự chịu trách nhiệm về đường mạng internet 4G rồi cả chịu trách nhiệm về tài khoản thi đấu. Đấy, nếu như bị bật ra hoặc là bị vấn đề lag giật thì đó chúng tôi không chịu trách nhiệm. Đấy, các kỳ thủ làm sao mà cứ thi đấu nó chuẩn chỉ đúng mực theo cái tiêu chí của cái hệ thống thi tự kỳ là được. Đấy, còn thiên định kỳ nó xử thế nào thì chúng tôi sẽ căn cứ đó để phân xử ở ván đấu. Đấy, hòa là hòa và thắng là thắng, thua là thua. Đấy, như vậy ván này là anh Triều đã qua sông đây, và con mã đang chuẩn bị dọa ăn binh lăm của bên Hà Văn Tiến. Đấy, Hà Văn Tiến mà thắng trận đấu này chắc chắn Hà Văn Tiến sẽ vào vòng sau với tỷ số 8-2. Còn chẳng may mà thua cái ván cờ này thì vẫn còn cơ hội ở ván sau nữa, và chẳng may thua ván nữa thì vẫn còn cơ hội ở ván thứ ba. Có nghĩa là Hà Văn Tiến đang có một cú hất trích cơ hội để có thể là lọt vào vòng thi đấu tứ kết. Nếu Hà Văn Tiến mà thắng 8-4 thì chúng tôi sẽ phải tổ chức một trận đấu thay đôi giữa Hà Văn Tiến với cả bạn Đỗ Quốc Việt và 5 phút 5 giây chặng 3 để tìm người vào vòng tứ kết. Và trận đấu đang diễn ra rất là căng. Như vậy là Tiến quay pháo rồi, à quay ngựa rồi, để quay trượt anh em ạ. Cơ hội cho anh Triều đây. Và anh Triều vẫn còn hy vọng, anh Triều vẫn còn hy vọng bạn nhá. Mặc dù bây giờ thì tỷ lệ bị loại anh Triều đang là cao nhất đấy. Lúc đầu anh Triều là sáng nhất, bây giờ tỷ lệ của anh Triều lại là thấp nhất trong số 3 kỳ thủ tham gia. Đấy, Hà Tiến đang là sáng cửa nhất, sau đến Đỗ Quốc Việt, sau đấy đến anh Triều ta. Và trận đấu vẫn chưa bế mạc cho nên chưa thể khẳng định được là ai sẽ là người đi tiếp đây. Đấy, ván này chúng ta xem này, bên đen hai xe hai ngựa anh em ạ. Như vậy ván này khả năng cao 70% là anh Triều sẽ dứt điểm thành công Hà Văn Tiến để rút ngắn tỷ số xuống còn là 7-3. Và trận đấu chính vì vậy nó lại càng kịch tính và ác liệt hơn. À, cái đấy thì mình hiểu. Bánh online mang số que ra thì nó làm gì, nhưng mà trong điều lệ đã ghi rất rõ rồi là yêu cầu kỳ thủ không sử dụng phần mềm, nếu phát hiện ra là sẽ thu hồi mọi giải thưởng rồi sẽ thông báo rộng rãi trên các cộng đồng mạng. Đấy, thứ hai nữa là chúng tôi hoàn toàn tin tưởng những kỳ thủ đây là được bời, là họ đánh một cách rất là nghiêm chỉnh, họ đều có danh tiếng, thương hiệu, có trình độ được khẳng định rồi. Đấy, và họ cũng thừa hiểu điều đó. Chứ còn đánh online thì không thể tránh được cái chuyện đấy đâu. Không thể nói 100% được, nhưng mà đây là cũng hạn chế tối đa rồi các bạn. Chứ còn cái chuyện mà dùng software trên mạng bây giờ thì nó là đầy rẫy rồi. Và software bây giờ có phải như ngày xưa nó khó mua đâu, mà bây giờ dễ mua không mà. Như vậy là Hàn Tiến đã thua ở ván đấu này rồi và tỷ số là 7-3 anh em. Vẫn còn cơ hội cho Hàn Tiến ở ván sau. Đấy, ván tiếp theo là ván đấu thứ 11 đây, anh Triều đi tiền này. Và Tiến bắt buộc phải cố mà thắng ván này. Và thắng ván này là vừa đủ để có thể là vượt qua cả hai đối thủ là anh Triều Tào với cả bạn Đỗ Quốc Việt để ghi bàn đấy, mà cực kỳ quan trọng. Và chúng ta hãy xem ván đấu. Ui rồi, nhưng ở game đấu thứ 11 này thì Hàn Tiến đã mở được xe đây. Nếu mà Tiến thắng ở game đấu này thì là Tiến sẽ là người lách qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng thi đấu loại trực tiếp. Khi đó là Tiến sẽ kết thúc trận đấu với tỷ số 8-3 và Dương Lâm trừ 6 là -1, vừa đủ để vượt qua bạn Đỗ Quốc Việt đến từ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Nhảy ván này là hai bên đều mở. Úi rồi, như vậy là đều mở được xe anh em ạ. Và thậm chí là anh Triệu Tà còn mở được cả hai xe luôn cơ. Và thế mới hồi hộp cho cái game đấu thứ 11 này. Và một game đấu phải nói là rùng rợn đây, gay cấn này, và game đấu có tính chất quyết định và cho cuộc đua tranh, nó không khác gì là một trận chung kết cả. Nếu như mà Hà Văn Tiến mà thắng và nếu mà Hà Văn Tiến mà thắng nhá, thì là thắng cái tỷ số 8-4 đúng không các bạn, thì lúc đó là hệ số phụ của Hà Văn Tiến sẽ là -2, Việt sẽ là -2, còn anh Triều thì đang là -1 thành -3, anh Triều sẽ bị loại. Và Hà Văn Tiến cả Đỗ Quốc Việt bằng hai hệ số sẽ phải thi đấu tay đôi hiệp phụ là phút 5 giây chặng 3 để có thể là phân định người vào tứ kết. Các bạn, 5 phút 5 giây chặng 3. Còn đúng hòa ba đều thì phải đánh luân lưu thôi. Khi nào có thể thắng thì thôi. Và tóm lại là thể thức gì thì thể thức vẫn là 5 phút 5 giây. Đấy, năm trước là thể thức 10 phút 5 giây, loại trực tiếp từng vòng thì anh Nguyễn Anh Mẫn của Đà Nẵng đã vô địch. Còn năm nay là 5 phút 5 giây thì chưa biết thế nào cả. Đấy, tóm lại bây giờ Tiến thắng game này là Tiến vào. Còn Tiến mà thua game này thì Hà Văn Tiến buộc phải thắng game sau thì mới có cơ hội vớt vát. Còn nếu mà thua nữa thì thôi người vào sẽ là Việt hoặc là anh Triều. Đấy. Như vậy là một pha phế xe giả anh em ạ. Ui dồi, đánh nhau to rồi. Và một trận đấu đánh nhau rất to và dữ dội đang diễn ra trên kênh sóng này. Và lúc này đang một trận kịch chiến này. Và anh Triều bây giờ cũng không còn gì để mất. Và anh Triều cũng phải buộc phải thắng hai game nữa anh Triều mới có thể có mặt ở vòng tứ kết được. Thế mới hay. Và trận đấu diễn ra hay quá anh em ạ. Và kịch tính cho đến phút cuối cùng luôn. Kịch tính cho đến phút bù giờ đấy anh em ạ. Phê quá. Và đoạn này là đoạn mà chưa biết thế nào cả. Tôi cũng khẳng định là chưa biết thế nào cả. Và chưa thể khẳng định cái điều gì xảy ra. Và anh Triều ăn được hai lắp và chết một mã một sĩ rồi. Đội hình phía trên của Tiến cũng rất khỏe, hai xe hai mã hai tượng. Đấy, đội hình của anh Triều là hai xe một sĩ một tượng, hai tốt và một đống lắp. Và không biết ai sẽ là người quay pháo trước đây. Và anh Triều cũng đang ở cửa tử rồi, cũng buộc phải thắng game đấu này thì mới vớt vát hy vọng. Đấy, thế cho nên là không còn gì để mất cả. Trận đấu của chúng ta đang đến hồi gọi là gay cấn nhất rồi. Đấy, một cuộc thi đấu gọi là tuyệt vời ông mặt trời đang diễn ra đây. Đấy, lúc này rất hồi hộp, khán giả cũng chưa biết được là bảng C, bảng tử thần đi đâu về đâu. Và chỉ biết rằng anh Trần Hữu Bình đang tọa sân qua đầu đấu rồi. Anh ấy chắc chắn là vào vòng sau với tư cách là nhất bảng C luôn. Đấy thì vòng sau thì thông báo các bạn rằng là nhất các bảng sẽ gặp nhì các bảng và các kỳ thủ cùng bảng trước đó là không gặp nhau. Đấy, cho nên là giả sử anh Triều với cả Tiến hoặc là Việt vào vòng sau ấy, không thể gặp lại anh Trần Hữu Bình được. Đấy, và anh Bình cũng không thể gặp Duy Thầy Giáo được. Mà Duy Thầy Giáo cũng không thể gặp Đinh Quang Hưng được. Đấy, đơn giản như đan rổ như thế thôi. Đấy, chúng ta hãy xem là như thế nào. Và một ván đấu đang phải nói là rất là thú vị. À, chúng ta xem đoạn này thì là các kỳ thủ sẽ đánh thế nào đây. Vâng, ok chú Châu. Bởi vì đây là các vận động viên hàng đầu uy tín rồi, mà họ xây dựng thương hiệu rồi, uy tín chất lượng, khẳng định cái tên tuổi qua bao nhiêu năm tháng rồi. Và nó không thể mua danh ba vạn bán danh ba đồng được. Và cái này nó là chơi, nó là mang tính chất chơi chơi gọi là giao lưu thôi, chứ có phải là cái gì ghê gớm quá đâu. Và giải thưởng thì đúng là rất là đáng kể, nhưng mà họ cũng phải tập trung cố gắng hết sức, mà chúng tôi hoàn toàn tin tưởng các kỳ thủ được mời, và họ đánh hết sức là trong sạch và cống hiến luôn. Nhà ván này là ván cờ đang diễn ra cực kỳ tưng bừng và lầy lửa đây. À, chưa biết thế nào cả. À, 800 anh em đang có mặt ở chiều nay để theo dõi những ván đấu cuối cùng quyết định số phận của bảng C đây. Và xem ai sẽ là người giành quyền đi tiếp cùng với các anh Trần Hữu Bình. À, lúc này thì là tỷ số này đang quá là ảo diệu luôn. À, 8-3 hay là 7-4 anh em. Căng như dây đàn anh em nhỉ. À, căng như dây đàn. Như vậy là Hán Tiến đã phang được con sĩ rồi. Thì ra. Và kỳ thủ Trần Hữu Bình, kỳ thủ xin lỗi Bùi Chuyên Triều đã bình xe vào rồi, vậy đấu xe tiếp rồi, đấu xe tiếp rồi hay thế nào đây, hay là rút tượng về anh em, mà bây giờ có thể chơi đòn rút tượng về được không? Ui rồi rồi, như vậy là Tiến quay pháo các em ạ, ui xôi ơi, như vậy là hôm nay có vẻ là một ngày cực kỳ may mắn đối với Hà Văn Tiến anh em ạ. Vâng, cực kỳ may mắn với Hà Văn Tiến khi mà trong bối cảnh mà nước sôi lửa bỏng ở đúng cái game đấu cực kỳ quan trọng, Hà Văn Tiến đã quay nước cờ C1-5 là pháo dưa đến 2.000 điểm. Ui rồi, cũng là một đường đào quay pháo, nhưng mà kể cả pháo không cục được. Vâng,
chưa này là pháo em ạ, như vậy là nguy hiểm đánh chiều rồi. Cơ hội Hàn Tiến để dứt điểm thành công với tỷ số 8-3 vừa vặn kịp thời, vừa đủ độ đẹp, vừa đủ độ led để có thể là vượt qua khe cửa hẹp, một khe cửa cực hẹp và mỏng mà mong manh để có thể lọt vào vòng tứ kết, và lại Hiện Quốc Đình trở thành ứng cử viên số 1 của giải đấu mang tên là giải Thập Lục Anh Hào lần thứ hai năm 2024 do kênh Tiếng Hàn Việt Đạo tổ chức. Một trận thi đấu là cực kỳ là mãn nhãn khi Hàn Tiến đang rất nỗ lực để trở lại cuộc đua đây, nhưng một pha bình sẽ bắt cục rồi. Chúng ta hãy xem tiếp đến đây sẽ đi đâu. Đang hay quá anh em ạ, hồi hộp quá nhỉ. Hồi hộp quá anh em ạ. Trận đấu này đang diễn ra rất là tê ra ghê luôn. Cơ hội của Hàn Tiến đang rất cao ở game đấu này. Và anh Triều đã lật ngược dòng một cách siêu ngoạn mục trước kỳ thủ Đinh Vương Rắn Nước rồi, nhưng đó là kèo cờ 10 phút 5 giây. Còn đây là kèo 5 phút 5 giây, có thể là tương đương với 5 phút 2 giây ngoài thực tế đấy, là kèo Hàn Tiến đã vô địch. Đấy, Hàn Tiến thì cũng anh cùng anh Triều đã tham dự giải Kỳ Vương Hà Thành, nhưng anh Triều đã dừng bước trước Dũng Lào Cai ở vòng 16 người. Và là Hàn Tiến đã thẳng tiến sau khi đã vượt qua rất nhiều đối thủ phải nói là rất mạnh như là Trịnh Bồ Quang Vũ này, rồi đấy, rồi cả anh Linh Buji này, rồi cả anh Nguyễn Thành Bảo này, với cả kỳ thủ Dũng Lào Cai nữa để vô địch giải đấu đó một cách quá xứng đáng. Chung là nếu mà đánh cờ chớp thì Tiến vẫn được đánh giá rất là cao. Chào Duy Phạm nhé, chào các anh em. Và chúng ta hãy xem đoạn này thì Hàn Tiến sẽ đánh như thế nào trong cái tình huống tiếp theo đây. Như vậy là quay không trúng pháo em ạ. Bây giờ đâm xe chiếu thì đi đâu? Đâm xe chiếu sau đó là đá pháo chiếu thì đâu anh em nhỉ? Chưa hiểu. Tôi chưa hiểu hình này. Lúc này có thể là đang là một lá cờ quyết định cuối cùng của Hàn Tiến đây để ghi tên mình vào vòng tứ kết đây, lách khe ca cửa hẹp anh em ạ. Lách qua khe cửa hẹp cực kỳ hẹp của bảng C luôn. Và trận đấu diễn ra vô cùng là quyết liệt và tập trung. Và hai kỳ thủ đều rất nỗ lực để ghi tên mình vào tứ kết. Lúc đầu thì anh Triều là hệ số dương tốt hơn và anh Triều có nhiều cơ hội. Nhưng bây giờ thì anh Triều lại là người đang bị có cơ hội kém nhất trong số 3 người. Còn Hàm Tiến đang cực kỳ sáng cửa. Như vậy chúng ta đang xem bản này. Như vậy vẫn quay được pháo em ạ. Vẫn quay được pháo trong bối cảnh tiếp theo. Vẫn chơi được. Trận đấu vật lên chiếu rồi. Ăn tướng vào thì sao? Trận đấu hay quá anh em nhỉ? Trận đấu không hay vì quá hay anh em ạ. Và cực kỳ sôi động cho đến phút cuối cùng luôn. Vẫn là những màn tỷ thí võ công rất là hấp dẫn của cả đôi bên. Và hai cao thủ đều là những kỳ vương cờ úp, những idol cờ úp hiện nay đấy, và idol của giới trẻ. Đến đây chúng ta xem tiếp đây, như vậy là xuống tốt rồi. Và trận đấu này đang diễn ra rất là hay. Và Tiến bắt đầu phải xuống con tốt 2 để chuẩn bị hỗ trợ tấn công. Lực lượng của bên đen vẫn khỏe hơn rất nhiều so với cả bên đỏ. Ở bên đỏ đang trông cậy vào xe pháo hai tốt, nhưng hai con tốt của bên đỏ ở cánh phải đang tương đối là chậm và phải mất 3-4 nhịp nữa mới vào được khung thành của bên đen cơ. Cơ hội cho Hàm Tiến đang rất sáng ở này, mặc dù thời gian thi đấu của anh Triều đang tương đối là nhiều. Đấy, chúng ta hãy chờ xem đến đây thì hai kỳ thủ sẽ đánh tiếp thế nào đây. Chỗ này chỗ đang rất sôi động đây. Và Hàm Tiến đang trở lại, đang trở lại rồi anh em. Và ai mà vào đến vòng tứ kết là ít nhất sẽ có 1 triệu tiền thưởng, ít nhất 1 triệu tiền thưởng. Còn đương nhiên là vô địch thì đương nhiên nó nhiều rồi, và cúp vô địch cộng 17 triệu tiền thưởng và rất nhiều treo thưởng bên lề nữa. Cực kỳ sôi động và hào hứng. Như vậy là sau một vài lướt chiếu lấy giờ thì bắt đầu xuống tốt rồi, một lướt cờ xuống tốt để trợ công để chuẩn bị là tiếp tục là rẽ tốt vào. Con tốt của Tiến đang bò rất nhanh rồi, 2-3 nhịp nữa là đoạt mạng đối phương ngay em ạ. Và đang dọa cục anh em nhé, đâm xe chiếu để đâm tốt chiếu ạ, đâm xe chiếu người ta về pháo. Chứ người ta lưỡng thượng tướng người ta sẽ cục ngay. Lúc này thì là chiều anh Chiều với cả Hàn Tiến hết xe rồi bạn. Anh Chiều còn 2 lắp thì về lý thuyết anh Chiều có thể mở được pháo, mở được ngựa. Đấy. Nhưng anh Chiều cũng rẽ tốt vào đối công à? Thế đối phương cũng sẽ tốt vào ra. Và đang dọa là ăn xuống đáy là cục ngay đấy. Hay nhỉ. Như vậy là lên sĩ anh em ạ. Lên sĩ rồi các bạn. Lên sĩ để chuẩn bị chạy pháo ra ngoài đấy. Chuẩn bị chạy pháo 5 bình 8 anh em ạ. Và bản đầu đến đây vẫn đang quá hay luôn. Anh Triều Tài ván này nguy hiểm quá.
Như vậy là bơi sĩ lên này. À, bây giờ người ta đâm xuống người ta bắt con bốt thì sao nhỉ? Sao Hạo Tiến lại đi như vậy nhỉ? Chưa hiểu. Và bây giờ người ta đi xuống con tốt thì làm thế nào anh em? Như vậy là ván đấu kết thúc à? Như vậy anh Triều đã xin thua rồi và chúc mừng Hà Văn Tiến. Chúc mừng Hà Văn Tiến đã lách qua cửa hẹp với đúng tỷ số phải nói là kịch kim. Như vậy là chúc mừng Hà Văn Tiến đã giành được vé lọt vào vòng sau rồi với tỷ số 8-3. Như vậy là xin chúc mừng cho Kinh Thành Hy Vọng và Khủng Long Bạo Chúa đã có được một trận đấu phải nói là cực kỳ tuyệt vời và rất là gian nan vất vả, nhưng mà cuối cùng đã giành được chiến thắng và đã có mặt ở vòng thi đấu tứ kết với tư cách là kỳ thủ nhì của bảng C, bảng đấu tử thần. Như là bảng C đã hạ màn này các bạn nhé. Đấy, tổng kết cuối cùng là sau cái trận thắng 8-3 của Hàn Tiến, Hàn Tiến được cộng thêm 5 điểm hệ số nữa là dương 3. Như vậy là Hàn Tiến sẽ là âm 1 và âm 1. Còn Cú Quốc Việt thì là âm 2. Còn anh Triều Tà là dương 1 trừ đi 5 là âm 4. Như vậy là theo như tính toán của ban tổ chức thì sẽ không có trận hiệp phụ diễn ra nữa. Và chúc mừng cho Hàn Tiến khi Hàn Tiến đã về đích với việc là đứng thứ nhì của bảng tử thần, khi mà hai kỳ thủ, ba kỳ thủ đều được có số điểm như nhau là 3 điểm, tức là một thắng hai thua thì là hệ số vòng tròn của họ giống nhau. Và Hà Văn Tiến thắng anh Triều Tà thắng Đỗ Quốc Việt, Đỗ Quốc Việt thắng Hà Văn Tiến, bỏ qua hệ số đối kháng. Mà đến hệ số bàn thắng thua thì là Hà Văn Tiến đang là âm 1, lượt 1 là thua 4,5 8,5, âm 4, lượt 2 là thua 6,8 âm 2, nhưng lượt cuối cùng lại thắng tỷ số là 8-3 là dương 5 là âm 1. Như vậy Hàn Tiến là người có hệ số phụ cao nhất so với cả bạn Đỗ Quốc Việt và anh Triều Tà. Như vậy là xin chúc mừng Hàn Tiến là đã cách qua kẻ cửa hẹp cực kỳ tuyệt vời để có thể có mặt ở vòng thi đấu tứ kết. Và với thắng lợi này Hàn Tiến cùng với anh Triều Tà, cùng với anh Trần Đức Bình sẽ là hai đại diện của bảng C. Như vậy là chỉ còn lại bảng D nữa thôi. Ngày mai sẽ diễn ra trận đấu tiếp theo tranh vé trực tiếp, khi mà bảng D là có xuất hiện tình huống là có bốn kỳ thủ 3 điểm sau hai vòng, họ sẽ chia làm hai cặp thì kỳ thủ nào thắng kỳ thủ đó sẽ giành quyền đi tiếp. Thì bảng D sẽ là trận đấu ngày mai sẽ là cuộc chiến giữa hai kỳ thủ là anh Nguyễn Anh Mẫn và kỳ thủ Nguyễn Văn Dũng. Còn ngày cuối cùng là ngày 28 tháng 3, 27 ở 28 tháng 3 sẽ là trận đấu kết thúc bảng D, kết thúc vòng bảng. Đó là trận đấu giữa hai kỳ thủ là Nguyễn Thanh Tùng Con với cả kỳ thủ Phan Đình Giản. Thì mời các bạn chú ý đón xem. Đấy, còn tối nay chúng ta sẽ xem trận thi đấu tay đôi, trận tỷ thí giao lưu kỳ nghệ đấy, giữa các kỳ thủ có đẳng cấp cao ở miền Nam và được quay phát trực tiếp trên kênh Thành Nam Kỳ Đạo. Các kỳ thủ sẽ đánh ọp luôn, đánh trực tiếp với nhau luôn. Đó là trận chiến giữa hai kỳ thủ là Kỳ Vương Xứ Thanh Trần Hữu Bình và Vũ Cứu Trần Văn Duy vào lúc 19:30 tối nay ngày 26 tháng 3. Thể thức thi đấu là phân tiên 15 giây chạm 7. Hãy mời các bạn chú ý đón xem vào buổi tối ạ. Và cảm ơn các bạn. Cảm ơn các kỳ thủ đã thi đấu rất là nhiệt tình cống hiến và cảm ơn quý khán giả các mạnh thường quân đã yêu mến ủng hộ đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp các bạn trong chương trình vào buổi tối ngày nay. Và một nữa chúc mừng Hà Văn Tiến chia buồn với cả anh Triều Tà. Dù sao Hàn Tiến cũng đã có sự lội ngược dòng và nói là quá ngoạn mục và đẳng cấp để lại tiếp tục trở thành ứng cử viên số 1 của Khủng Long Bạo Chúa nữa của cái sân chơi cứu online thủ đô Anh Hào 2024. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kế tiếp ạ.